Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Để cái cuộc thi này nó đạt chất lượng tốt hơn và để đảm bảo là anh chị em sẽ đạt được cái mục tiêu lớn nhất ở trong cuộc thi này, thì trước khi bước vào cuộc thi, mục sư sẽ chia sẻ ý nghĩa của châm ngôn 3 cho anh chị em. Chủ đề của sứ điệp hôm nay là châm ngôn 3, giá trị và ích lợi của sự khôn ngoan thật. Anh chị em hãy lắng nghe thật kỹ nha. Có thể một số anh chị em nói rằng trí nhớ tôi không tốt, cho nên cho tới giờ phút này tôi cũng chưa thuộc châm ngôn 3. Miễn là anh chị em đã thật sự cố gắng thì Chúa ghi nhận điều đó, và mục sư cũng ghi nhận điều đó và khích lệ anh chị em để anh chị em làm ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên cái việc mà anh chị em có thể đọc thuộc lòng nó không phải là điều quan trọng nhất. Anh chị em nghĩ điều quan trọng nhất là gì? Là anh chị em thật sự hiểu lời của Chúa muốn nói cái gì, muốn dạy mình cái gì. Cho nên đây thật sự là cơ hội cho anh chị em. Amen anh chị em. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có cơ hội được phước hết. Amen. Châm ngôn 3, giá trị và ích lợi của sự khôn ngoan thật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét từng câu từng chữ luôn. Hôm nay chúng ta nói vui là chúng ta sẽ rà soát chúng ta rà soát toàn bộ châm ngôn 3 để tìm ra những điều thật sự có giá trị, thật sự ích lợi mà Chúa muốn đem đến cuộc đời của chúng ta. Tất cả chúng ta cùng nhau mở châm ngôn 3 ra nha. Rồi, câu đầu tiên ở trong châm ngôn 3 nói gì? Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta. Đúng chưa? Rồi, lời ta khuyên dạy ở đây á, thì mục sư muốn nói thêm để chúng ta có một cái sự hiểu biết nó cặn kẽ, nó rõ ràng hơn. Ở trong một số bản kinh thánh tiếng Anh á, thì dùng cái cụm từ là my teaching hoặc là my law. Như vậy thì lời ta khuyên dạy ở đây còn có nghĩa là sự dạy dỗ của ta hay là luật pháp của ta? Để anh chị em có thể nắm bắt tất cả mọi ý nghĩa đây. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta không quên những sự dạy dỗ, những sự khuyên bảo của Chúa. Chúa muốn chúng ta không quên luật pháp của Chúa. Amen không anh chị em? Bởi vì luật pháp của Chúa là tốt lành, dạy chúng ta bước đi trong đường công chính. Amen không chị em? Dạy chúng ta tránh những cái điều sai trật và làm những điều tốt lành vì sự vinh hiển của Chúa. Amen. Chắc chắn một điều là mục sư sẽ không bao giờ đủ thì giờ để đào sâu vào từng câu từng chữ, chỉ giải thích ý nghĩa căn bản cho anh chị em thôi. Có thể nói vui là chúng ta cưỡi ngựa xem hoa thôi, rồi có một cơ hội khác thì chúng ta sẽ đào sâu hơn anh chị em. Nhưng mà tối thiểu thì anh chị em phải hiểu được cái ý nghĩa căn bản để chúng ta bước vào cuộc thi với một cái tâm thế thật là tốt. Rồi, như vậy thì lời của Chúa nói rằng hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Cái cụm từ an khang thịnh vượng ở đây, đố anh chị em biết nó xuất phát từ cái từ quan trọng nào ở trong tiếng Hebrew? Đó là Shalom. Anh chị đã từng nói Shalom chưa? Có nghe ai đó nói Shalom với mình chưa? Shalom có nghĩa là gì? Bình an. Chỉ có nghĩa bình an thôi hả? Như vậy thì mục sư sẽ nói một lần nữa. Mục sư nghĩ rằng mình đã nói rồi và bây giờ sẽ nói lại để cho anh chị em nắm được ý nghĩa của từ Shalom. Cái từ Shalom thường thì chúng ta hay dịch là bình an, đúng không? Một số người dịch là hòa bình cũng đúng, bình an cũng đúng, hòa bình cũng đúng. Nhưng mà nó còn cái ý nghĩa rất là quan trọng nữa. Đó là ở trong tiếng Anh là prosperity, là sự thịnh vượng. Như vậy thì hai cái này cộng lại nó mới đầy đủ ý nghĩa của từ Shalom. Như vậy là từ Shalom đó bao hàm sự thịnh vượng và sự bình an. Như vậy thì điều đó có ý nghĩa gì? Sự thịnh vượng và sự bình an có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày hôm nay không? Anh chị có thấy là ngày hôm nay có rất là nhiều người giàu có, họ thịnh vượng về mặt tài chính đúng không?
tiền bạc rủng rẻn, bất động sản khắp mọi nơi, siêu xe rồi nhà của họ thì cao lớp, nhà chọc trời. Thậm chí hôm qua mục sư xem ở trên TV thì nói rằng hôm nay ở trên thế giới đó có rất là nhiều người giàu, và cái tỷ lệ những người mà có máy bay riêng rất là cao. Cái chuyện đó ngày xưa nó hiếm lắm, nhưng mà ngày hôm nay trong cái thời đại chúng ta đang sống bây giờ đó, thì cái con số những tỷ phú, con số những triệu phú, con số những người mà có máy bay riêng, thậm chí là siêu máy bay rất là nhiều. Anh sẽ thấy như vậy thì rất nhiều người thịnh vượng về tài chánh. Nhưng mà cái sự thịnh vượng về tài chánh của những con người chúng ta nhìn thấy trong thế gian này, nó có giống như cái từ Shalom, giống như cái điều mà Chúa thật sự muốn ban cho chúng ta không anh chị em? Không. Ngay trong đất nước của chúng ta, anh chị em thấy rồi đó, có rất là nhiều đại gia trong thời gian qua đã bị ở tù, hoặc là có người thì không biết vì sao đột ngột chết. Rất là nhiều cái chuyện xảy ra với họ, người thì tán gia bại sản, người thì rơi vào vòng lao lý, người thì bị đột tử, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Và như chúng ta quan sát trong xã hội này, chúng ta thấy những cái người giàu á, lại là những người đôi khi họ không có được thỏa nguyện trong cái chuyện ăn uống và hữu nghị của họ. Có những người họ ăn những cái món rất là đắt tiền, nhưng mà họ không có cảm thấy ngon miệng gì cả. Đôi khi có người mô tả họ là nhai vào sao nó lạc lẽo, giống như nhai rơm vậy, mặc dù họ đang ăn cái món mà nhiều người thèm. Người đời họ có thể ăn ngon, họ giàu có họ ăn ngon, nhưng mà họ không ăn ngon miệng, họ không có cảm giác ngon miệng, và họ không có những giấc ngủ ngon, mặc dù nệm của họ là nệm kim đan hay là nệm gì đó rất là nổi tiếng, thương hiệu nổi tiếng, rất là đắt tiền, mấy chục triệu, thậm chí có thể lên đến hàng trăm triệu một tấm nệm, nhưng mà người ta không có những giấc ngủ ngon. Chúng ta có một cái điều vui mừng ở đây, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Shalom. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm một sự thịnh vượng khác với sự thịnh vượng mà rất nhiều người trong thế gian ngày hôm nay đang kinh nghiệm. Sự thịnh vượng đó là như thế này: chúng ta giàu có, thật ra không chỉ là vấn đề tiền bạc đâu. Cái sự thịnh vượng ở đây nó có liên quan đến một câu ở trong Thi Thiên thứ nhất. Anh chị có biết câu đó là gì không? Phải đọc từ đầu luôn tới cái câu đó để cho mình thấy đầy đủ ý nghĩa ha. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Amen. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm sự thịnh vượng trong mọi lĩnh vực của đời sống, chứ không chỉ trong lĩnh vực tiền bạc. Và nếu đúng ý nghĩa như vậy thì cái đời sống tâm linh của chúng ta cũng được thịnh vượng. Khi một người kinh nghiệm một đời sống tâm linh thịnh vượng thì không thể nào nói rằng người đó bất an được, đúng không anh chị em? Người đó phải bình an chứ, phải vui mừng chứ, đúng không anh chị em? Nếu như bạn nói rằng tôi không có bình an, tôi bất an, tôi không có vui mừng, tôi rất là buồn, thì bạn không thể nào nói rằng tôi là một người có đời sống thịnh vượng ở trong Chúa. Điều đó không đúng. Có thể là bạn chưa hiểu biết, có thể là bạn đã láo, đúng không anh chị em? Như vậy thì Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Shalom đó, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm đời sống thịnh vượng đó. Đời sống thịnh vượng đó bao gồm cả sự thịnh vượng về tài chính, về tiền bạc, nhưng có một sự khác biệt rất nhiều, có thể nói khác biệt hoàn toàn với những người trong thế gian này. Đó là chúng ta được thịnh vượng, chúng ta được giàu có, nhưng mà chúng ta có những bữa ăn ngon miệng và những giấc ngủ ngon lành. Anh chị em có thấy vui mừng khi chúng ta nhận được lời hứa này của Chúa không? Amen không anh chị em? Nhưng mà lời Chúa nói là hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta. Rồi câu tiếp theo: đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Có một bản kinh thánh dịch một sư thấy là hay hơn, đó là bản ESV. Cái từ sự nhân từ đó trong tiếng Anh là steadfast love, và sự chân thật là faithfulness. Steadfast love này có nghĩa là tình yêu vững bền, và faithfulness là sự trung tín hay là sự trung thành. Khi chiêm nghiệm câu kinh thánh này thì tôi thấy rằng cái cách dịch như thế này là một cách dịch mà chúng ta nên lưu ý.
đừng để cho tình yêu vững bền và sự trung tín hay là sự trung thành lìa bỏ con. Điều này có ý nghĩa gì? Tình yêu của Chúa chính là cốt lõi ở trong đạo của Chúa. Đây là điều mà tôi đã nhắc rất là nhiều lần. Tình yêu là điều rất là quan trọng. Tình yêu của Chúa trong chúng ta sẽ tạo động lực cho chúng ta trong cuộc sống. Nếu một ngày nào đó chúng ta đánh mất tình yêu đó, hay là chúng ta bị vơi đi trong tình yêu đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc thức dậy mỗi buổi sáng cũng là một việc vô cùng khó khăn. Để có thể bước ra khỏi giường của mình, để xỏ đôi dép vào, hay mang đôi giày vào, hay thay quần áo đi đến công ty, đến xí nghiệp, hay là đi đến để nhóm hội thánh để làm một cái điều gì đó, hay là làm một cái việc gì đó cho những người thân yêu trong gia đình của mình, nó đều hết sức nặng nề và chúng ta cảm thấy thật là khó khăn để có thể thực hiện điều đó nếu như chúng ta không có động lực là tình yêu. Tôi nhớ có lần tôi đã chia sẻ một cái đề tài mà có một số người khuyên tôi là không nên có cái tựa đề đó, tức là bí quyết để làm nên một nồi cá kho ngon miệng. Mọi người còn nhớ bài đó không? Nhiều người nói không biết ông này tại sao mục sư mà đi lên chỉ cách làm cá kho. Đương nhiên làm sao tôi đi chỉ cách làm cá kho, đương nhiên tôi có cái dụng ý ở trong đó, có cái ẩn ý trong đó chứ. Và ở trong đó tôi có nói với anh chị em rằng tôi không có biết làm cái món cá hồi đó. Tôi đã từng làm một lần ở Tâm mà đến nỗi vợ tôi bị ấn tượng xấu, và mỗi lần nhắc cái cá hồi là vợ tôi giãy nảy lên. Nhưng mà lần đó với tất cả tình yêu của mình, động lực là tình yêu, tôi đã tìm tòi học hỏi, tôi đã cố gắng để tập luyện, để rồi cuối cùng tôi kho được một cái nồi cá mà khiến cho người vợ khó tính về ẩm thực của tôi phải mở miệng ra khen. Và đó là nhờ động lực của tình yêu. Thưa anh chị, chúng ta cần động lực của tình yêu. Một ngày nào đó khi động lực đã không còn hay nó bị vơi đi, chúng ta sẽ thấy khó khăn để làm tất cả mọi việc. Từ cái chuyện mà chúng ta làm cái gì đó cho chồng của chúng ta, từ cái chuyện mà chúng ta làm cái gì đó cho vợ của chúng ta cũng là khó khăn. Chứ đừng có nói làm cho ai đó, những thành viên khác trong hội thánh, hay là làm cho ai đó ngoài đường, những người không quen biết, là cái chuyện nó vui là mơ đi cưng. Nếu chúng ta thiếu đi động lực của tình yêu thì bất cứ điều gì cũng sẽ trở nên rất khó khăn, rất nặng nề cho chúng ta, từ những cái việc mà nó đem lại lợi ích gì đó cho chúng ta, cái việc mà nó phù hợp với cái sở thích của chúng ta, thì có thể chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú, đó là sự ích kỷ của chúng ta mà thôi. Còn làm cái gì cho bất cứ người nào khác, ta cảm thấy nặng nề lắm. Thậm chí có những người vợ cảm thấy thật là nặng nề khi nấu cho chồng một bữa ăn. Những người chồng cảm thấy nặng nề khi mà xách cho vợ mình một xô nước. Những người chồng cảm thấy nặng nề khi mà chở vợ mình lên cầu Bình Triệu, giống như thỉnh thoảng thì Bảo hay nhắc lại câu chuyện vui đó. Cái ngày mà còn yêu nhau tha thiết thì đi tới giáo cầu Bình Triệu để cái người lúc đó là người yêu, chưa phải là vợ, lúc là người yêu, nói để em xuống cho anh đạp lên cho nhẹ. Nó không vấn đề, em nói tiếng Anh no problem, không vấn đề gì, em cứ mở anh khỏe lắm, đạp bon bon lên chạy như xe gắn máy, đúng không? Đến một ngày nào đó sống với nhau một thời gian rồi bắt đầu cảm thấy nhiều chuyện bực bội, rồi cảm thấy tình yêu phai nhạt nữa, rồi bắt đầu có một hôm cần phải chở vợ mình phải đi ngang qua cầu Bình Triệu, đi tới dốc cầu Bình Triệu. Thì tới đó bắt đầu không muốn đạp nữa, càng đạp chậm lại đó. Cái sau rồi vợ mình cứ ngồi trên cái yên xe đó, nhưng tôi quay đó sao chưa xuống xe được. Câu bò thôi. Thầy Bảo nói gì, có cười gì bà nội hả? Câu bò xuống đi bà nội, cứ phải câu bò đó bà. Kiểu là như vậy đó, anh chị thấy cái câu chuyện nó vui nhưng mà nó ý nghĩa. Tôi không biết cuối cùng nó có thật hay không. Theo thầy Bảo nói thì nó có thật, nhưng mà tôi thì không biết là có thật hay không, nhưng mà cái chuyện nó không quan trọng. Cái câu chuyện nó ý nghĩa, nó có thể minh họa cho điều tôi nói, đúng không anh chị em? Khi mà cái tình yêu nó phai nhạt đi rồi, chúng ta không còn động lực nữa. Và kể cả làm cái điều gì đó cho người phối ngẫu của chúng ta, là cái người gần nhất với chúng ta, nó cũng trở nên rất là nặng nề, rất là khó khăn, chúng ta không hề muốn làm. Cho nên Chúa dạy chúng ta hãy giữ cái tình yêu một cách bền vững ở trong chúng ta. Amen con chị em. Hãy giữ tình yêu một cách bền vững trong chúng ta, và đương nhiên chúng ta cần nhờ cậy Chúa để chúng ta có thể làm được điều đó. Amen con chị em. Và giữ sự trung tín với Đức Chúa Trời, sự trung thành với Đức Chúa Trời và sự trung thành với những con người trong các mối quan hệ nữa. Đây là điều thật khó. Cũng trong sách Châu Ngôn có một câu đó là tìm được một cái người trung thành rất là khó. Cái ý nghĩa căn bản của nó là như vậy. Khó, mình nói vui là tìm đỏ có mắt không ra. Tôi hỏi anh chị một câu, nếu anh chị em có các mối quan hệ,
anh chị em có mong đợi cái sự gắn bó trung thành thủy chung trong mối quan hệ đó không? Là những mối quan hệ tốt, có không? Nhất là trong mối quan hệ vợ chồng, đúng chưa? Bây giờ mình không nói mối quan hệ với Chúa, bây giờ mình nói giữa loài người với nhau thôi. Thì có phải là cái mối quan hệ mà cần cái sự chung thủy, cái sự gắn bó trung thành nhất là mối quan hệ vợ chồng không? Một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra người chồng của chúng ta không có cái faithfulness này, không có cái sự chung thủy, không có sự trung thành này, chúng ta đau khổ. Những người vợ đau khổ hay cảm thấy vui? Khóc luôn. Còn người chồng của mình một ngày nào đó phát hiện là vợ của mình đang ngồi trên xe hơi của một đại gia và đi vào một cái nơi rất là đáng ngờ, thì người chồng nó cảm thấy dễ chịu không? Thậm chí có những người chồng có cái máu ghen thì lúc đó có thể làm nhiều thứ mà không ai lường trước được, đúng không? Như vậy thì cái sự trung tín, cái sự trung thành là điều cũng rất là quan trọng bên cạnh tình yêu mà Chúa muốn chúng ta chịu. Nếu chúng ta muốn người khác làm điều gì cho mình thì lời của Chúa Giêsu dạy là trước hết chúng ta hãy làm điều đó cho người khác. Amen cô chị ạ. Hãy làm điều đó cho người khác. Hãy là người trung tín với Chúa và hãy là người trung thành với Chúa, và trung thành và chung thủy và gắn bó trong các mối quan hệ tốt, đặc biệt là mối quan hệ hôn nhân gia đình. Amen cô chị ạ. Amen. Amen. Ngày hôm nay chúng ta rất cần những con người trung thành. Chúng ta rất cần những con người tôn trọng mối quan hệ, có một sự gắn bó thủy chung trong các mối quan hệ. Những con người mà không dễ dàng làm đổ vỡ mối quan hệ, những con người mà không dễ dàng quay lưng khỏi những mối quan hệ tốt mà Chúa đã đem đến cho cuộc đời của chúng ta. Vì sao? Những mối quan hệ là những mắt xích rất là quan trọng. Khi mà kết nối lại với nhau, nó sẽ tạo thành một cái sợi xích, cái sợi sên để làm cho những cái chiếc xe có thể chạy đều, chạy nhanh và chạy tốt. Mà chỉ cần nó đứt một cái mắt xích đó thôi thì rõ ràng cái sự vận hành của cái xe đó nó sẽ bị gián đoạn ngay tức khắc. Ở trên bình diện hội thánh, tôi rất khao khát được cùng thờ phượng với những con người có cái sự trung tín trung thành này. Tôi rất khao khát được cùng làm việc với những con người có sự trung tín, có sự trung thành này. Bởi vì nếu chúng ta có càng nhiều những con người như vậy thì sức mạnh càng lớn, đúng không chị em? Khi người ta có cái tinh thần như vậy thì người ta rất là dễ hiệp nhất với nhau, đúng không? Và người ta rất dễ bỏ qua những cái sơ sót, những cái lỗi không đáng kể gì đó. Người ta rất là dễ dàng tha thứ, bỏ qua cho nhau để người ta có thể tiếp tục trung thành, gắn bó trong mối quan hệ. Còn những cái người cái lỗi của họ là cái lỗi không có trung thành thì cửa một cái là họ quay lưng, cửa một cái là họ quay lưng. Chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi với những con người như vậy trong các mối quan hệ, đúng không chị? Đặc biệt trong mối quan hệ hôn nhân, những người chồng sẽ rất là mệt mỏi khi người vợ mình không có sự thiện chung, và ngược lại, những người vợ sẽ rất mệt mỏi khi mà người chồng của mình không có sự thiện chung, không có sự trung thành. Cho nên Chúa đã dạy chúng ta rằng hãy cẩn thận gìn giữ cái tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng ta, và hãy gìn giữ sự trung tín, sự trung thành ở trong đời sống của chúng ta. Amen con chị. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. À, ở đây cần điều chỉnh một chút xíu cái câu mà như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật đó. À, cách dịch như vậy là chưa chính xác. Thứ nhất, không nên dịch là trước mặt Đức Chúa Trời. À, thật ra ở trong tiếng Anh đó, thì cụm từ là in the sight of God and man, tức là trong cái nhìn hay là trong sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời và con người, nó có khác nhau một chút, không đồng nghĩa hoàn toàn. Bởi vì trước mặt và cái trong sự nhìn nhận là hai cái nó khác. À, đôi khi trước chúng ta làm gì đó trước mặt người khác không có quan tâm để ý tới, đúng không? Còn cái này nó ý nghĩa nó sâu hơn, là nó không chỉ đơn giản là trước mặt mà trong cái ánh mắt, trong cái nhìn, trong cái sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời và loài người. Thì toàn bộ cái này có nghĩa gì? Khi mà chúng ta sống với tình yêu thương chan chứa, chúng ta yêu thương bằng tất cả tấm lòng của chúng ta, và yêu thương luôn là động lực cho mọi việc làm của chúng ta. Và khi chúng ta là con người thể hiện sự trung thành, cái sự gắn bó thủy chung, một con người không có cái tâm phản, thì anh chị em nghĩ rằng Đức Chúa Trời và những người xung quanh của chúng ta có muốn tiếp xúc với chúng ta không? Tôi hỏi anh chị em, nếu anh chị em tìm được một con người như vậy, anh chị em có muốn tiếp xúc với họ không? Anh chị em quá muốn đi, chỉ sợ anh chị em không tìm được.
đó là nỗi đau trong lòng của tôi. Bởi vì tôi nhìn thấy trong xã hội này khó tìm những con người như vậy quá. Và tôi có một ước mơ. Rất nhiều lần tôi nói với Chúa là: Chúa ơi, con khao khát tìm được những con người chan chứa yêu thương, những con người mà họ có sự cưu mang về những gì mà lòng Chúa cưu mang. Con khao khát tìm được những con người mà họ có sự gắn bó thủy chung, họ tôn trọng mối quan hệ, họ là người trung tín với Chúa và trung thành ở trong các mối quan hệ tốt ở trong xã hội này. Con khao khát tìm được, bởi vì nếu như chúng con có thể tìm thấy nhau thì đó nhất định sẽ là đội tinh binh của Chúa, là quân đội của Đức Chúa Trời. Và Chúa sẽ dấy chúng con lên, Chúa làm cho chúng con tỏa sáng, và chúng con đi đến đâu thì quyền lực của bóng tối phải bị tan biến hoàn toàn. Anh chị có khao khát mình được thành một phần trong quân đội đó không? Trong cái nhìn hay là trong ánh mắt của Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Nhưng mà dịch cái chữ ân huệ thì ok, nhưng mà sự khôn ngoan thật thì nó không đúng trong chỗ đó, nó không đúng trong một bản dịch kinh thánh nào của tiếng Anh cả. Cái chỗ đó trong các bản kinh thánh tiếng Anh thì có bản dịch là good success, sự thành công, có chỗ là good repute hay là good name, danh tiếng tốt, hay là sự nổi danh, sự nổi tiếng, là high esteem, cái sự tôn trọng, sự cao trọng. Hãy nghe, khi chúng ta chan chứa yêu thương, giữ một tấm lòng yêu thương không phai nhạt, khi chúng ta có thể chứng minh trước mặt Đức Chúa Trời và con người rằng chúng ta là những người trung tín, những con người trung thành, những con người thủy chung, những người tôn trọng mối quan hệ, những người không có tâm phản, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ân huệ. Ân huệ từ nơi Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng được ơn trước mặt con người nữa. Tôi muốn nói đến những người có tư cách, tôi muốn nói đến những người có tâm, tôi muốn nói đến những người mà lương tâm họ vẫn còn răng, họ sẽ đánh giá cao chúng ta. Chứ tôi không nói đến những người mà họ không còn là người nữa, bởi vì có những người mà không còn là người nữa đâu. Anh chị em càng làm tốt, càng thể hiện yêu thương nhiều bao nhiêu, càng thể hiện trung tín, trung thành, tốt đẹp bao nhiêu, họ càng ghét anh chị em, họ càng muốn giết anh chị em càng sớm càng tốt. Có những loại người đó mà tôi tin là anh chị có gặp, và theo kinh thánh mà tôi đọc thì những cái loại người đó sẽ càng càng nhiều ở trong cái thế giới này, và đó là lý do vì sao một ngày nào đó thế giới này sẽ phải kết thúc, Chúa Trời sẽ phải làm lại tất cả mọi sự cho nó tươi mới, cho nó tốt đẹp, thưa anh chị em. Như vậy thì cái chỗ dịch sự khôn ngoan thật đó, nó không phải là sự khôn ngoan thật, chỗ đó nó không đúng, không phù hợp. Mà nếu như chúng ta thật sự là một người tràn đầy tình yêu thương, có một sự tôn trọng các mối quan hệ, chúng ta là người trung tín, trung thành trước mặt Đức Chúa Trời, hay là trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, trong sự nhìn nhận, trong ánh mắt của Đức Chúa Trời, và trong ánh mắt, trong cái sự nhìn nhận của những người xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm được ân huệ và chúng ta sẽ có sự thành công, và chúng ta sẽ có danh tiếng tốt, chúng ta sẽ nhận được sự cao trọng trong đời sống chúng ta. Tôi tin rằng bất cứ một ông chủ nào, một ông sếp của công ty nào, nếu ông ấy tìm được những người nhân viên mà có cái này, thì không có lý do gì mà ông sếp đó không cất nhắc nhân viên đó lên. Tôi tin rằng nhân viên đó sẽ được cất nhắc rất là nhanh, và thậm chí một ngày nào đó sẽ trở thành một cái người đứng sau trong sếp cao nhất của công ty đó, nếu mà ông đó vẫn còn sống. Còn nếu như ông ấy qua đời thì rất có thể có một cái di chúc hay cái gì đó để lại, hay là trước khi ông ấy qua đời, ông ấy sẽ chỉ định chúng ta là cái người kế thừa đúng vào vị trí của mình. Chúng ta sẽ được tin tưởng, đúng không chị em? Chúng ta sẽ được tin tưởng, chúng ta sẽ được đánh giá cao, và chúng ta sẽ có cơ hội thăng tiến ở trong đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ có danh tiếng tốt. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu tôi tìm được những con người như vậy, thì trong các mối quan hệ làm việc, tôi sẽ luôn luôn muốn cho người đó mọi cơ hội để người đó có thể càng ngày càng thăng tiến. Nếu tôi là một người có chức có quyền, anh chị có muốn được thăng tiến trong vương quốc của Chúa Trời không? Hãy giữ tình yêu thương tốt đẹp mà Chúa đã ban cho chúng ta, và hãy xin Chúa làm cái tình yêu đó càng ngày càng tràn đầy trong chúng ta. Amen con chị em. Và hãy giữ sự trung tín trước mặt Chúa, sự trung thành với nhau trong các mối quan hệ. Amen con chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, hãy hết lòng tin cậy Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Ok, cái từ thông sáng ở đây thật ra như vậy là không chuẩn. Cái chỗ đó trong các bản kinh thánh tiếng Anh đều là cái cụm từ sự thông sáng của con,
hầu như tất cả các bản kinh thánh tiếng Anh đều dịch là your own understanding, có nghĩa là cái sự hiểu biết riêng của con, cái sự thông sáng và sự hiểu biết nó không có đồng nghĩa với nhau nha, đúng chưa? Cái sự thông sáng và sự hiểu biết không có đồng nghĩa với nhau. Có những người có thể họ có cái sự thông minh sáng dạ gì đó, nhưng mà họ không chịu học hỏi thì họ chả hiểu biết gì đâu. Anh chị hiểu chưa? Cho nên ở đây cái từ chính xác, cái cụm từ chính xác là your own understanding, có nghĩa là sự hiểu biết riêng của con. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy, tức là đừng dựa vào, ở trong từ cái này là lean, to lean, dựa vào, lean on, đừng có dựa vào cái sự hiểu biết riêng của con. Rất nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay đang dựa vào sự hiểu biết riêng của chúng ta. Một trong các lĩnh vực mà chúng ta thường hay dựa vào sự hiểu biết riêng của chúng ta là trong cái lĩnh vực sức khỏe đó, đúng không? Nhiều người trong chúng ta cứ vận dụng sự hiểu biết riêng của mình và quá lý trí, cho đến nỗi chúng ta đã không cho mình một cơ hội để có thể kinh nghiệm được sự chữa lành siêu nhiên của Chúa, không cho mình một cơ hội để kinh nghiệm sức khỏe thiên thượng của Chúa là như thế nào. Sáng nay chị Hạnh có nói một điều tôi không biết anh chị em có để ý không, đó là chị Hạnh thấy một sư thức tới 4 giờ sáng mà một sư vẫn dậy sớm bình thường, rồi cùng nhóm lại thờ phượng Chúa và hội thánh vui tươi, tràn đầy năng lượng và tràn đầy sự tích cực. Thưa anh chị em, cái đó có nhờ sự hiểu biết riêng không? Có nhờ sự hiểu biết riêng của một sư để một sư có thể có được cái điều đó không? Hay đó là nhờ có một sự nương dựa nơi chính Chúa để nhận lấy nguồn năng lượng tươi mới từ nơi Chúa? Nó cùng một cách như em Thảo đã lấy làm chứng, phải không? Có những lúc tưởng chừng như em không thở nổi, em không thể làm gì nổi, thậm chí có thể là em muốn xỉu, em chỉ muốn ngã ra thôi. Nhưng mà em đã không dùng sự hiểu biết riêng của em, em đã sử dụng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, em sử dụng đức tin. Em biết rất rằng mình là người công chính, mình phải sống ở đức tin, không dựa vào những cảm xúc đó. Và em đã có những lời cầu nguyện, lời công bố, và em đã chiến thắng hết lần này tới lần khác. Và chúng ta đã vỗ tay cho sự chiến đấu rất là kiên cường khỏe. Những con người như vậy xứng đáng được tưởng thưởng, những con người như vậy xứng đáng được chúng ta cổ vũ để họ có thể tiếp tục tiến lên. Amen con chị em. Amen. Amen. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Ở trong một số bản kinh thánh tiếng Anh đó, thì cái chỗ mà san bằng các nẻo con đi đó, nó mang ý nghĩa là Ngài sẽ hướng dẫn, hay là Ngài dẫn dắt đường lối của con, hay là Ngài chỉ dẫn, hay là chỉ đường cho con đi. Ý nghĩa là như vậy. Như vậy thì chúng ta cần cả hai điều đó. Chúng ta cần, thứ nhất là chúng ta cần sự hướng dẫn của Chúa. Và không chỉ là sự hướng dẫn, chúng ta cần có những lúc mà Chúa thiên thố quyền năng của Chúa để sáng bằng nẻo chúng ta đi. Bởi vì nẻo chúng ta đi quá gập kìa, quá khó khăn. Có phải đây là lúc mà câu kinh thánh này sẽ rất ý nghĩa cho hội thánh chúng ta không? Có phải đây là lúc mà hơn bao giờ hết chúng ta cần sự hướng dẫn của Chúa trên con đường chúng ta đi không? Có không chị em? Có phải đây là lúc mà hơn bao giờ hết chúng ta cần Chúa Thánh Linh thi thố quyền năng của Ngài để sai bàn nẻo vào hội thánh chúng ta đi không anh chị em? Vì nó quá gặp gỡ, nó quá gian nan, nó quá khó khăn, nó vượt ra khỏi tầm năng lực của chúng ta, nó vượt ra khỏi tầm với của chúng ta, nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta có thể nói một câu là chúng ta là những người lực mất tầm tâm. Chúng ta cần Chúa, chúng ta cần Chúa Thánh Linh hành động một cách đầy quyền năng, Ngài sáng bằng nẻo chúng ta đi, để rồi chúng ta sẽ không dễ dàng bị vấp ngã nữa, mà chúng ta có thể bước đi một cách hẳn hò như giữa ban ngày, bước đi và nâng cao đầu. Amen con chị. Chúng ta cần ơn điển của Chúa, hãy cầu nguyện về điều đó. Rồi tiếp tục, đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác.
đừng khôn ngoan theo mắt mình. Nhiều người trong chúng ta đã khôn ngoan theo mắt mình. Có những người và trong hội thánh chúng ta đã từng nghe họ tuyên bố bằng cách nào đó, bằng lời nói hoặc là bằng tin nhắn, họ tự cho họ là khôn ngoan, và trong khi mọi người thấy họ không hề khôn ngoan, thậm chí có thể nói họ rất ngu dại, nhưng họ lại tự cho mình là khôn ngoan, và thậm chí khôn ngoan hơn tất cả mọi người, và khôn ngoan hơn cả mục sư quản nhiệm. Và đó là một sai lầm. Lời của Chúa truyền phán với những người đó rằng đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Thậm chí có những người đang làm điều ác mà tưởng là mình khôn ngoan, và có rất nhiều người đang làm điều ác trong cái xã hội này và họ nghĩ rằng mình khôn ngoan, và họ nhìn những người thiện lành như chúng ta, họ sẽ nói chúng ta ngu. Chẳng hạn như một trong những phương châm sống của những người trong xã hội này là gì? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cơ đốc nhân có nên làm vậy không? Cơ đốc nhân có nên theo cái phương châm là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn không? Chúng ta không làm như vậy. Nếu chúng ta thật sự là cơ đốc nhân kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ lìa khỏi cái điều ác đó, chúng ta sẽ lìa khỏi cái điều xấu xa đó, chúng ta sẽ lìa khỏi cái điều băng hoại, cái điều Đức Chúa Trời ghét đó, vì chúng ta kính sợ Chúa mà, đúng không chứ? Nhưng mà những người đó họ sẽ nhìn vào chúng ta và nói gì anh chị biết không? Một lũ ngu. Đồng tiền đi trước là đồng tiền không, không biết đưa tiền ra trước để mà bôi trơn. Cho nên từ công việc hội thánh cho đến công việc kinh doanh, công việc này công việc nọ, nó không trơn tru, nó cứ gặp trắc trở hoài, cho nên đó là một lũ ngu. Họ sẽ nói với chúng ta như vậy đó. Có thể họ nói vào mặt, nhưng họ có thể nói với nhau về chúng ta như vậy đó. Anh chị hiểu không? Và lời Chúa nói rằng đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Cái từ điều ác ở đây thật ra đôi khi anh chị nghĩ là cái gì đó phải ác độc, nó ghê gớm lắm thì mới đúng cái từ này, không? Thật ra cái ý nghĩa của nó là những điều sai trật. Đương nhiên nó bao gồm những điều độc ác, những điều rất là ghê tởm. Nhưng mà những cái gì mà sai trật, những gì xấu xa tội lỗi, những gì mà không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì hãy vì lòng kính sợ Chúa Trời mà chúng ta quyết tâm lìa bỏ, lìa khỏi những điều đó. Amen con chị ạ. Lìa khỏi. Thậm chí Kinh Thánh dạy chúng ta rằng ngay cả những điều tựa như điều ác thì chúng ta làm gì? Chúng ta cũng phải tránh khỏi, chứ đừng có những điều ác rõ ràng, sờ sờ mà tôi không hiểu tại sao nhiều người cứ đau đầu vào và cứ làm họ giống như một con thiêu thân vậy đó. Tôi không hiểu tại sao những người bên ngoài thì tôi không thắc mắc, nhưng mà ngay trong cơ đốc giới mà có những con người như vậy thì thật là đáng buồn. Thấy ác rõ ràng là thậm chí người ta phân tích cho mình biết nó ác, nó sai, nhưng mà mình cứ đâm đầu vào và mình cảm thấy khó chịu khi người ta nhắc nhở mình, và thậm chí có ý định làm hại người khác khi người khác đã nhắc nhở mình và khuyên mình phải từ bỏ cái điều ác, điều xấu đi. Ước ao rằng anh chị em không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối. Đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Cái biểu hiện rõ ràng đầu tiên của lòng kính sợ Giê-hô-va chính là lìa khỏi điều ác, lìa khỏi những điều xấu xa. Nếu như bạn là người đang nghiện thuốc lá mà bạn cứ tiếp tục nghiện thuốc lá mặc dù biết rằng điều đó làm Chúa buồn lòng, điều đó là phạm tội với Chúa, thì bạn không phải là người kính sợ Giê-hô-va. Tôi không thể nói khác được. Xin lỗi. Và đừng có nói rằng một sự làm cho tôi bị tổn thương. Nếu bạn biết rằng cái việc nhậu nhẹt say xỉn làm cho Chúa buồn lòng, là buồn lòng Thánh Linh, phạm tội với Chúa, mà bạn cứ tiếp tục nhậu nhẹt say xỉn từ ngày này qua ngày khác, thì điều đó báo cáo rằng bạn không hề có lòng kính sợ Chúa. Nếu như bạn biết rằng Chúa rất buồn mỗi khi gia đình bạn cãi nhau, vợ chồng cãi nhau, ai cũng cho là mình đúng, không ai chịu hạ mình xuống để làm hòa trước, không ai chịu chia tay ra trước, không ai chịu nói lời ân hậu trước, không ai chịu đi cầu nguyện để cải thiện mối quan hệ, không ai chịu công bố để cải thiện mối quan hệ. Nếu bạn biết cái điều đó làm cho Chúa buồn mà bạn cứ tiếp tục duy trì điều đó ở trong tình trạng vợ chồng bằng mặt mà chẳng bằng lòng, ở trong tình trạng tổn thương cay đắng, ở trong tình trạng chiến tranh lạnh, thì bạn đang tự tố cáo mình rằng bạn không phải là người kính sợ Đức Giê-hô-va. Xin lỗi, tôi không thể nói khác được. Đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Như vậy lỗ con sẽ được lành mạnh
và xương con được cứng cáp, rốn con được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Nhiều bản kinh thánh thì không dịch cái từ rốn đó, thay vào đó thì họ dịch, có bản thì dịch là thịt của con, hay là tức là nói về thịt về vật lý, xác thịt là về vật lý á, chứ không phải là nói về những cái xấu xa. Và có bản thì dịch là body, là thân thể. Nhưng ở đây dịch là rốn con được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Tôi thích cái cách dịch này, và tôi tin rằng cách dịch này mới là cách dịch sâu sắc. Tại sao? Cái rốn là cái gì biết không? Nó rất là quan trọng. Nó khi một cái đứa bé mà ở trong bụng mẹ đó, ở trong cái bào thai đó, thì anh chị phải biết rằng nó có một cái sợi dây, tôi không phải là bác sĩ, tôi nói không chính xác, nhưng mà tôi sẽ mô tả thôi ha. Có một cái sợi dây nó kết nối giữa người mẹ với đứa bé đó thông qua cái rốn này, đúng chưa? Và khi sinh ra một thời gian sau thì khi mà cắt rốn rồi đó, sinh ra một thời gian sau thì cái cuốn rốn gì đó nó khô đi, nó rụng đi, thì lúc đó thì mình thấy nó mới gọn lại, đúng không? Thì tôi tin chắc một điều rằng đó là cái cách mà Chúa đã sáng tạo để rồi những cái tinh túy, những cái dinh dưỡng, cái gì đó tốt đẹp từ người mẹ nó truyền qua đứa con. Và cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy một cái sự lệ thuộc. Tôi thích cái cách dịch này vì tôi nhìn thấy Chúa đang muốn nói một sự lệ thuộc. Có nhiều người không thích sự lệ thuộc. Họ luôn nói về sự tự do, nhưng một con người mà không lệ thuộc bất cứ thứ gì, sai. Chúng ta không nên lệ thuộc vào con người. Chúng ta không nên lệ thuộc vào vật chất, tiền bạc hay cái gì trong thế gian này. Nhưng chúng ta nên lệ thuộc vào một đấng. Đó là ai? Là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen con chị em. Như vậy rốn con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Khi chúng ta không khôn ngoan theo mắt mình, chúng ta không tự cho mình là khôn ngoan, chúng ta không kiêu ngạo, mà chúng ta khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa, chúng ta sẵn sàng vâng lời Chúa để từ bỏ những điều sai trật, thì chúng ta giống như một đứa bé mà nó rất là vui vẻ để có thể lệ thuộc vào mẹ của nó, và lệ thuộc trong cái bản năng vậy đó, không có cần phải cự nữ gì cả. Đó là bản năng, không có một cái đứa bé nào trong bào thai nó cự nữ cả, đúng không? Và kể cả nó được sinh ra đời nó cũng sẽ không có cự nữ. Nó cảm thấy thật sự là cái việc lệ thuộc vào người mẹ là cái gì đó, nó làm một cái bản năng, cái bản chất của nó. Và Chúa muốn chúng ta học được điều này. Hãy xem sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời là một cái gì đó rất tự nhiên. Nó nằm trong bản năng của chúng ta, và chúng ta không phải cố gắng để làm điều đó, mà chúng ta sẽ nói rằng đương nhiên tôi phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Mới hôm qua thì cái bài học nhỏ nhưng mà vô cùng ý nghĩa được lặp lại cho gia đình của chúng tôi. Không phải mới hôm qua mà như mới sáng nay tỉnh thẳng thì tôi lại nói về cái việc tìm chìa khóa hay tìm gì đó hoài mà tìm không ra, cầu nhầu bực bội, cái hồi Chúa nhắc nhở cầu nguyện cái là Chúa cho tìm ra. Sáng nay vợ tôi có một kinh nghiệm tương tự. Cái nắp của một cái tiếp gì đó ở trong cái loại mỹ phẩm mà vợ tôi dùng á, vợ tôi vặn ra rồi sơ ý vì nó nhỏ quá rồi nó văng đâu mất tiêu, tìm có ra và bắt đầu có cái sự cầu nhau phàn nàn hơi một cực xíu gì đó. Và ngay lúc đó chú đã nhắc vợ của tôi là vợ tôi cầu nguyện với Chúa. Vừa cầu nguyện xong tôi nói vui chứ cầu nguyện đi, rồi 1 phút 30 giây sau sẽ tìm ra ngay thôi. Mà thật sự với anh chị em là vợ tôi cầu nguyện chưa tới 30 giây đã tìm ra. Cái câu chuyện bé tẹo nhưng nó mang ý nghĩa rất là lớn. Chúa muốn chúng ta lệ thuộc vào Ngài. Amen con chị em. Chỉ có những người thật sự lệ thuộc vào Chúa mới là những người thật sự được tự do trong thế giới này. Amen con chị em. Hãy nói với người bên cạnh, chỉ có những người thật sự lệ thuộc vào Chúa mới là những người thật sự được tự do trong thế giới này. Hãy nói. Tôi thấy một số anh chị không nói. Có vẻ điều đó có ý nghĩa với anh chị em hả? Có. Như vậy rốt con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Toàn là những cái phần quan trọng. Cái rốt là phần quan trọng và xương của chúng ta quan trọng không? Anh chị em nghĩ gì khi xương của chúng ta nó yếu ớt? Anh chị em nghĩ gì khi xương của chúng ta nó bị cái chứng mà người ta gọi là xương thủy tinh?
Anh chị có nghe nói cái trứng sư thủy tinh chứ? Nó giòn, nó dễ bị vỡ, nó dễ bị gãy lắm. Những người mà bị trứng sư thủy tinh là họ té nhẹ nhẹ thôi, hay là nhiều khi họ đang đứng họ ngồi bệt rất nhiều khi nó vỡ luôn cái xương gì đó ngay chỗ cái vùng ngồi đó. Đó nói vậy đó. Ở đây lời của Chúa nói với chúng ta, nếu chúng ta thật sự để cho mình lệ thuộc vào Chúa, sống một đời sống kính sợ Chúa, sẵn sàng vâng lời của Ngài, thì chúng ta tóm lại là sẽ kinh nghiệm sức khỏe thiên thượng trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sức khỏe thiên thượng. Rốt thì được lành mạnh, xương thì được cứng cáp. Chúng ta sẽ bước đi vững vàng, thậm chí chúng ta không bước đi bình thường mà chúng ta chạy. Và thậm chí một ngày nào đó chúng ta kinh nghiệm một điều khác hơn, cất cánh bay cao như chim ưng. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. À, như vậy thì chúng ta hãy xem xét coi cái chỗ đó ở trong tiếng Anh nó là gì. Hoa lợi đầu mùa, một số bản kinh thánh đã dịch thế này: the first fruit of all your increase. First fruit là gì? Là cái trái đầu mùa. Đúng chưa? Khi chúng ta trồng cái cây mà nó ra trái, cái trái đầu mùa. À, thì ở trong Cựu Ước chúng ta thấy trong luật của Chúa có dạy là những cái trái đầu mùa, những cái gì đó mà chúng ta mới gặt hái đầu mùa là chúng ta ưu tiên, chúng ta dâng lên cho Chúa trước. Đúng chưa? Thì ở đây á, thì nó có sự bao hàm lớn hơn. The first fruit of all your increase. Increase là lợi tức. Những cái lợi nhuận mà chúng ta làm ra được qua công việc buôn bán, hay là đi làm ở công ty, hay là từ một cái nguồn nào đó chính đáng mà chúng ta có, cái đó gọi là increase. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta lấy cái phần tốt nhất, cái phần đầu tiên trong tất cả những cái lợi tức lợi nhuận đó để dâng lên cho Chúa. Mà Kinh Thánh nói rằng hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Có một cái nữa tôi cũng nhấn mạnh là của con. Tôi biết những người chuyên gia đi lấy của hội thánh hay của ai đó để dâng lên cho Chúa, nó không có ý nghĩa gì cả. Đó là lý do vì sao những cái bài học như là vua David đã từng để lại cho chúng ta rất đáng để học. Những con người đó không bao giờ lấy của người khác. Muốn dâng cho Chúa thì phải lấy cái của mình, cái giá trị, cái gì đó là thật sự giá trị dâng lên cho Chúa. Đó là những con người kính sợ Chúa. Đó là những con người thật sự yêu Chúa. Amen con chị em. Chúng ta sẽ lấy những gì thật sự giá trị của chúng ta, những cái gì đầu tiên, những gì tươi mới, để chúng ta dâng lên cho Chúa. Chúng ta đừng có lấy những thứ dư thừa, những thứ xài cho đã rồi, không muốn xài nữa rồi dâng lên cho Chúa. Đây cũng là một vấn đề nhức nhối ở trong các hội thánh. Bởi vì có nhiều người họ đã dâng cho Chúa những cái thứ dư thừa. Có nhiều người thì dâng tiền theo cấp. Tôi là người đã từng nhìn thấy những cái đồng tiền ở trong thùng tiền dân từ cái thuở ban đầu của cái sự học vị Chúa của mình. Có những lúc muốn rớt nước mắt luôn. Tôi không chê trách những người nghèo. Tôi không hề chê trách những người ít tiền. Thành ra những đồng tiền của họ rất được trân trọng. Đúng không? Kinh Thánh Chúa kể về một cái người đàn bà quá đã dâng rất ít, đúng không anh chị? Nhưng mà Chúa đã đánh giá người đàn bà đó, sự dâng hiến nó cao hơn tất cả những người khác. Nhưng cái điều tôi nói đây là gì? Có những người họ đã vò cái đồng tiền đó lại, họ bỏ vào trong cái thùng dân. Tôi không hiểu lý do tại sao như vậy. Thật sự là vò, chính xác cái từ vò luôn á. Cái đồng tiền đó nó bị vò nhầu nát lại, nó cũ không sao. Giả sử chúng ta không có đồng nào khác, chúng ta chỉ có cái đó thôi, và chúng ta không có cơ hội đi đổi gì đó, thì cái đó hoàn toàn có thể được cảm thông. Nhưng ở đây là người ta đã vò đồng tiền đó lại. Tôi xin lỗi nha, nếu tôi bố thí cho một người ăn mày bên ngoài, tôi cũng không bao giờ làm như vậy. Tôi không bao giờ ý định làm như vậy. Và thậm chí tôi không chỉ là lựa tiền mới để dâng lên cho Chúa, mà tôi còn lựa tiền mới để cho những người ăn xin, và luôn để sẵn trong túi của mình những đồng tiền mới nhất có thể. Chứ phải là nói người ta ăn mày ăn xin là mình cứ ném vào mặt người ta, mình vò. Nhưng có nhiều người đã đối xử với Chúa còn tệ hơn cái cách người ta đối xử với một người ăn mày nữa. Đó lại là một nỗi đau khác. Và biết đau được nhiều người cảm thông. Cho nên hãy coi lại thái độ dâng hiến của chúng ta. Chúng ta có đang dâng hiến cho Chúa những điều tốt nhất không?
chúng ta có đang dâng hiến cho Chúa những điều tươi mới trong cuộc đời chúng ta không? Những điều thật sự có giá trị. Cái thái độ dâng hiến là như thế nào? Cái mà chúng ta dâng hiến là một chuyện, rồi thái độ dâng hiến, cái công tác dâng hiến ta lại là một câu chuyện khác. Tại sao hội thánh là chuẩn bị những phong bì đấy? Nếu không phải thái độ dâng hiến là quan trọng thì chuẩn bị cái này làm gì? Đúng không anh chị em? Cứ mọi người vậy thôi, đúng không? Tại sao phải chuẩn bị mà phải chuẩn bị những cái cho đẹp, đúng không? Rồi có những nhân sự của chúng ta đã lọc những cái nào cũ, những cái nào sờn đặt, những cái nào đó mình thấy là nó không có xứng thì đem loại bỏ, rồi bây giờ còn mới không không? Mà cái phong bì này nó phải là phong bì rẻ tiền đâu, tôi biết nó cũng là thuộc loại đắt đi, đúng không chị em? Đương nhiên chúng ta sẽ không phí phạm, chúng ta sẽ mua những cái gì đó nó phù hợp thôi, nó đủ trang trọng, đúng không chị em? Mà cái này là để hỗ trợ, để giúp anh chị em có một cái thái độ tốt hơn với Chúa, đúng không? Như vậy thì trước khi dâng hiến chúng ta chọn cái phong bì tốt, chúng ta trân trọng, chúng ta bỏ vào, đúng không? Tới giờ dâng hiến chúng ta muốn đi thái độ ngơ ngang lên như hiến, tại tiền nhiều mà trong đó còn tỷ đâu, ta thậm chí ta hả, đúng không? Không thấy tôi giàu không có vậy, nhưng mà chúng ta phải đi, dù cho xin lỗi trong đây có 10 tỷ đi nữa, hay là một cái tờ ngân phiếu gì đó trị giá 80 tỷ nữa, thì tôi tối cao là chúng ta sẽ đi với một thái độ rất là tôn kính, một thái độ biết ơn. Chúng ta không ngẩng mặt ngưng ngang đi, mà chúng ta đi đến với một thái độ rất khiêm nhường hạ mình, và chúng ta bỏ vào. Một tay hai tay không phải là quan trọng, nhưng cái thái độ của chúng ta, đúng không? Có những lúc không tiện để chúng ta cầm hai cái tay của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải bỏ vào một cách rất cẩn thận. Đôi khi mà sạc gì xong đi không được, nhiều khi chúng ta phải quan sát, một sư cũng quan sát xem cái này nó có bị sọc sệt không, nó có bị lòi ra rồi nó lung tung không, thì nó kỳ cục quá. Có những lúc một sư thấy nó bị lòi lòi, nhiều người nhét vô rồi không để ý, thì một sư mới đẩy nó xuống. Một sư có thể đẩy mình đàng hoàng, mình thể hiện cái sự tôn trọng, nó là cái hộp. Nhưng mà chúng ta cần phải có một sự thể hiện thật là đúng khi chúng ta đối diện với cái hộp này, bởi vì có một đấng đang chứng kiến tất cả những gì chúng ta làm. Amen con chị em. Amen. Anh chị em ơi, nếu chúng ta làm điều này, hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, hãy để ý cụm từ đó, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Chúa không có cần xài tiền của chúng ta, Chúa là thần, Chúa không có cần tiền để uống trà sữa, Chúa không có cần tiền để mua cơm hộp, Chúa không có cần tiền để bốc rác, Chúa không cần tiền để order mấy cái thức ăn ở trên GrabFood hay là cái gì đó, Chúa không cần mấy cái đó. Nhưng mà Chúa muốn nhìn thấy chúng ta làm những việc này để tôn vinh Ngài, để lấy tài sản và hóa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Chúa muốn cái cách thức chúng ta dâng hiến sẽ làm vinh hiển danh Chúa. Amen. Nếu có những người ngoại ở trong căn phòng này họ nhìn cách chúng ta dâng hiến, họ sẽ bắt đầu học sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ nói rằng ác hẳn đây phải là một vị thần rất đáng kính. Tôi nhìn cái cách họ dâng hiến thôi, tôi biết là vị thần nó có thật. Tôi tin, ngày xưa tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin. Thôi ước ao là những người ngoài sẽ nói như vậy thì thấy chúng ta dâng hiến. Amen con chị em. Đừng có để cho họ rời bỏ căn phòng này với một thái độ khinh bỉ khi họ thấy chúng ta dâng hiến. Tôi chắc chắn những người ngoài sẽ rời bỏ với thái độ khinh bỉ khi thấy chúng ta ném vào, dò bỏ, dò làm như bố thí cho một cái thằng ăn mày mặc hạng vậy đó. Chúa không cần một đầu nào của chúng ta cả. Nhưng đây là cơ hội cho chúng ta, đúng chưa? Đây là cơ hội để bày tỏ đức tin, đây là cơ hội để đóng góp vào vương quốc của Đức Chúa Trời, đây là cơ hội để nhìn thấy vương quốc Đức Chúa Trời được mở rộng thông qua tình yêu của chúng ta, thông qua những nỗ lực của chúng ta, thông qua những gì chúng ta có thể làm ra. Amen con chị em. Amen. Đó là lý do vì sao hội thánh chúng ta có một cái lệ, nó có thể khác với nhiều nơi. Chúng ta không bao giờ nhận tiền dâng hiến vào những chương trình chuyên về truyền giảng, đúng chưa? Và chúng ta luôn có một lời nói trước người hướng dẫn, thường hay nói rằng những anh chị em nào là người mới chưa hiểu biết về sự dâng hiến thì vui lòng được dâng, bởi vì đối với chúng ta đây là một đặc ân dành cho những người hiểu biết lời của Chúa. Nó không phải là một gánh nặng, nó không phải là một sự đầy ải, nó không phải là một sự mất mát, mà nó là sự được của chúng ta. Amen con chị em. Bởi vì lời Chúa nói gì? Như thế nhà kho của con sẽ đầy lũ mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Tại vì tích chút xíu cho không khéo nhiều người hiểu lầm, mấy người mà nghe trên mạng họ hiểu lầm đó, mấy ông đó nói ông nhấp môi luôn á. Vậy mà ở đây suối mà coi như có hầm ép rượu rồi nó tràn rượu mới luôn. Cái này là cái văn hóa
của dân Israel. Họ trồng nho và họ có những cái hồng ép rượu. Cái nho đó nó được họ chế biến một cách rất là tự nhiên để uống và nó làm cho cái sức khỏe của họ tốt hơn. Họ không dùng để nhậu nhẹt. Tuy nhiên ở trong Kinh Thánh nó nói một số trường hợp đã quá độ say sưa và Chúa không ủng hộ điều đó, Chúa lên án điều đó. Nhưng mà cái nước nho này nó làm giống như một cái thức uống để nó tốt cho sức khỏe, đơn giản vậy thôi. Thật ra thì Chúa không có cấm chúng ta uống rượu hay là uống bia hay uống nước nho gì cả. Nếu mà người nào nói rằng đi theo đạo của Chúa mà cấm là điều đó không đúng, Chúa không có cấm. Chúa chỉ nói với chúng ta rằng đừng say rượu, vì rượu suối cho luôn tù. Tức là chúng ta không có cái việc là nhậu nhẹt bù khú rồi hài lai ra rồi say xỉn rồi về làm khổ vợ khổ con khổ cha khổ mẹ hoặc là khổ cả công an giao thông không. Đúng không chị em? Đó, tôi thấy tin tức gần đây đăng là có một số người nhậu nhẹt rồi công an người ta thổi để gì đó để kiểm tra nồng độ cồn gì đó, thì có nhiều người họ đang xỉn sau đó họ chạy họ ủi luôn công an luôn. Có người thì bị thương rồi, có người bị chết, có người sau đó nói chung là nhiều cái vụ tai nạn xảy ra với công an chỉ vì mấy cái người say xỉn đó, thấy không, rõ ràng khổ công an gì nữa. Cơ đốc nhân chúng ta sẽ không làm khổ công an nha. Chúng ta nói với tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ không làm khổ bất cứ ai, và đối với các anh công an thì chúng ta cũng sẽ không làm khổ họ. Chúng ta chấp hành luật lệ giao thông để cho những người công an khỏe hơn, và đó là cách chỉ dạy chúng ta. Amen con chị em. Ok, như vậy thì không có chuyện nhậu nhẹt ở đây nha. Tất cả mọi thứ nó nằm trong sự kiểm soát, ở trong sự tiết độ. Rồi chúng ta tiếp tục này. Như vậy thì mình thấy lời hứa Chúa tuyệt vời không? Những người nào mà có tấm lòng dân hiến để tôn vinh Chúa, để làm vinh hiển danh Chúa, để làm lợi cho nhà của Chúa, thì Chúa hứa rằng cái nhà kho của họ sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của họ sẽ tràn rượu mới. Đơn giản là như thế này, những cái đó là những hình ảnh thôi, hình ảnh đại diện thôi, có nghĩa là Chúa sẽ ban phước cho tài chánh của họ, đúng không? Chúa ban phước cho đời sống vật chất của họ, họ sẽ được thịnh vượng về vật chất, đúng không anh chị em? Họ sẽ được dư dật về vật chất, đúng không anh chị em? Dư dật để làm gì? Để làm gì? Đúng rồi, dư dật để làm những việc lành, đúng không? Và khi chúng ta làm việc lành thì danh Chúa có được vinh hiển không? Có được vinh hiển. Ở thắng chúng ta rất là khao khát được làm gì việc làm hơn cho cộng đồng. Làm em không chị em? Chúng ta sẽ nắm bắt những cơ hội để chúng ta cùng nhau làm việc làm để danh Chúa được vinh hiển. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi gì nữa nè? Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va. Đừng buồn lòng khi Ngài của trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Ồ, cái câu này cực kỳ hay, cực kỳ sâu sắc, nhưng mà nhiều người sẽ không thích nghe. Không thích nghe. Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va. Đừng buồn lòng khi Ngài của trách. Có một số bản kinh thánh dịch là sự sửa sai. Correction. Sửa sai. Như vậy thì ở trong châm ngôn có nói rất nhiều về cái ý này, mà tại sao lời của Chúa nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong châm ngôn. Ở trong châm ngôn nhiều câu kinh thánh mà qua đó Chúa nói với chúng ta rằng hãy chấp nhận những sự quở trách, hãy chấp nhận những sự sửa sai, bởi vì điều đó sẽ nâng chúng ta lên chứ không phải hại chúng ta xuống. Và chỉ có những người không chấp nhận những sự sửa sai, những sự quở trách đó, những người chỉ thích nghe những cái lời ngọt ngào êm tai, những người đó sẽ sụp đổ thình lình. Đó là những gì mà sách châm ngôn nói. Và thậm chí sách châm ngôn gọi những người không sẵn sàng nghe, không sẵn sàng chấp nhận sự sửa sai, không sẵn sàng chấp nhận sự quở trách là những kẻ ngu dại. Và sách châm ngôn khuyên là nếu chúng ta sửa sai thì chúng ta hãy lựa những cái người nào mà họ biết lắng nghe. Hãy quở trách người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan hơn. Mà nếu mà chúng ta lại đi trúng mấy cái người mà coi như có lòng kiêu ngạo, bởi vì đối với những người mà có lòng kiêu ngạo thì Chúa gọi họ là những người ngu dại, và của các chúng cái người đó thì họ bịt lỗ tai là họ muốn nghe, họ không muốn nghe, và họ sẽ căm ghét chúng ta hơn, và thậm chí họ sẽ tìm cách để hại chúng ta. Cho nên cái này thì chắc tôi tới Chúa phải rút kinh nghiệm đây. Khó. Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va. Đừng buồn lòng khi Ngài của trách. Thật ra tôi đã nhận được lời khuyên này rất là nhiều lần. Đó là một sư từng có giảng, đừng có dạy theo cách một sư giảng dạy bấy lâu nay. Bởi vì ở trong đó nó chứa đựng quá nhiều cái sự sửa sai,
quá nhiều cái sự quở trách, và nó sẽ làm cho người ta ghét sự. Thật sự tôi nói với anh chị điều này, có những lúc tôi đã cố để làm theo cách mà nhiều người làm, có nghĩa là không muốn đụng tới những cái đó nữa, và nó một cái cách gì đó mà nó có cái tính cách là nó làm cho người ta không cảm thấy khó chịu. Nhưng mà khi tôi làm như vậy thì chính tôi cảm thấy khó chịu, bởi vì tôi thấy cái gì đó nó không phải là con người thật của mình, và nó không phải là cái gì đó nó đúng với sự thôi thúc của Chúa trong lòng của mình. Và tôi đọc lại trong Kinh Thánh, và cuối cùng tôi quyết định là mình sẽ không cố để trở nên một người khác, mình sẽ là con người mà Chúa đã tạo nên mình, với những gì mà mình đã học hỏi được, với những cái tính cách mà Chúa tạo nên mình, mà nó không phải là những tính cách sai trật tội lỗi gì cả. Và tôi quyết định làm như vậy. Bởi vì tôi đọc lại trong Kinh Thánh, tôi thấy Chúa Giê-xu đã rất thẳng thắn, Giăng Báp-tít rất thẳng thắn, Phao-lô đã rất thẳng thắn, Eli-xê đã rất thẳng thắn, Mô-xê đã rất thẳng thắn, những người thánh của Chúa đã rất thẳng thắn. Thậm chí bất cứ lúc họ nói những lời mà tôi chưa bao giờ nói nặng như vậy, nhưng họ đã nói. Vậy thì những người kia xong lên án hỏi đi. Và tôi quyết định rằng mình sẽ tiếp tục hành động theo cách mà Chúa đã kêu gọi mình, với những cái gì rất thật trong con người của mình. Và mình sẽ không cố trở nên người khác, và mình sẽ không cố giảng theo cái cách mà để làm sao cho nhiều người họ không bị tổn thương. Tôi sẽ không cố làm điều đó. Có những lúc tôi đã có ý định, bởi vì có quá nhiều lời khuyên, cố đi, giảng sao để người ta không bị tổn thương. Nhưng tôi suy nghĩ thế này, làm sao mà không bị tổn thương ta? Không thể tránh khỏi. Chính cái em thiếu niên mà nãy tôi kể đó, cái em mà nói là tự nhiên đâu cái góc nó mọc lên đó. Thì tôi lấy cái câu chuyện đó để nói trong cái ý này. Cái em đó đã bị rách rất là nhiều ở đầu gối và một số phần của chân, máu nó cứ phụt phụt nó chảy ra. Ở đây thì chúng tôi không có tủ y tế, chúng tôi không có cái gì để băng bó cả. Nó có nói là chú ơi, chú băng bó cho con đi. Thì tôi nói nhà của chú không có cái gì để băng bó đó, bây giờ chỉ có muối thôi con ạ. Tôi đã nói về muối rồi đúng không? Hôm nay cái câu chuyện muối nó lại quay trở lại. Tôi chạy vô trong bếp, tôi bắt chước cái ông ngày xưa mà chà lên chân tôi, mà tôi la cả. Tôi lấy một nắm muối, tôi chà lên, thằng đó không lao vào to bằng tôi. Nó cũng có lao vào đây, nó nhỏ thôi. Nó là nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện cái sự đau đớn, một cái sự khó chịu, mà thậm chí một chút bất tình đối với tôi nữa. Mà tôi nói là con ơi, con ráng chịu đi, nó sẽ giúp con mau lành, nó sẽ sát trùng cho con, chứ không là con sẽ gặp vấn đề đó. Tôi mới vạch cho nó xem cái thẹo ở nơi chân của tôi. Tôi nói này con, chú ngày xưa bị đó, nó cũng kiểu giống như con, coi như là máu cũng lưng nó lành này. Rồi có một người lấy muối chà lên chân của chú, lúc đó chú đau, chú khó chịu, mà chú cũng bực cái người đó. Nhưng mà sau này chú cảm ơn người đó, bởi vì nhờ cái cú chà muối đó mà cái chân của chú làm rất là nhanh. Rồi lát nữa thì nó buông cái tay ra, cái máu nó lại phụt ra. Tôi nói là con phải chịu khó. Nó nói là đau quá, muối áp vô nó rát quá. Thì tôi nói là con chỉ có con áp vô chút xíu nữa thì nó sẽ không có chảy máu. Cái tôi chạy vô lấy một nắm muối nữa rồi áp lên, nó để cái tay thì lát nữa máu không chảy ra nữa. Rồi sau đó thì kể tiếp xíu gì cho vui nha, là tôi mới nói là con ơi, sao con không có gọi điện cho gia đình con tới đón con? Anh nói ba con giờ này cũng đang ngồi cũng nhậu. Kia là tôi nói chứ sao không gọi cho mẹ con? Gọi cho mẹ con thế nào mẹ con cũng nói là cái đồ ăn hại. Cái tôi mới nói là bộ gì bây giờ phải làm sao con chịu gọi phải làm sao? Cái nó nói chú chở con về thôi. Cái tôi nói là chú chở thì được, nhưng mà con thấy không, cái này bây giờ chú đang phải coi cái quán con mình, chú là không ai hết á, chú bỏ đi rồi cái xe đạp của con nữa, con gọi cho gia đình con đi. Thế nó gọi rồi thế nào nó đồ ăn hại. Cái tôi nói chịu thôi chứ sao được con, tại vì mình làm sai mà. Rồi cuối cùng nó gọi cho ba của nó, ba nó tới rồi cũng chấp chấp chút xíu nhẹ nhẹ thôi, cuối cùng cũng yêu thương cũng chở về. Thì anh chị em thấy đó, muối khi nó sát vào trong vết thương của chúng ta, nó làm chúng ta rát đau lắm, và thậm chí chúng ta cảm thấy rất là bực bội. Nhưng cái kết quả là chúng ta được chữa lành. Tôi ước ao là Chúa ban cho tôi và anh chị em có một cái tấm lòng mềm mại và khiêm nhường thật. Tôi không thích cái sự khiêm nhường tỏ vẻ trong thái độ. Tôi đeo đuổi sự khiêm nhường nơi tấm lòng. Và sự khiêm nhường thật nơi tấm lòng nó là như vậy. Chúa dạy điều gì thì chúng ta tin cậy và làm theo điều đó. Đó là người khiêm nhường thật. Những người mà Chúa đã bỏ cái đó là bỏ liền.
không có lớn đáng. Những người mà Chúa bảo làm cái này là làm gì? Không do dự. Theo định nghĩa mà tôi rút ra được từ Kinh Thánh thì tôi nói là sự khiêm nhường thật là như vậy đó. Sự khiêm nhường thật đó là những con người lắng nghe lời Chúa, lắng nghe mạng lệnh của Chúa, luật pháp của Chúa và sẵn sàng thực thi, không cứng đầu cứng cổ. Đó mới là những con người khiêm nhường thật. Nghe ngẫm lắm rồi, những cái sự khiêm nhường tỏ vẻ trong thái độ, tỏ vẻ thật là mềm mỏng trong lời nói, một gương mặt dễ nhìn, cơ mặt rất là giãn, rất là giãn, rất là thư giãn, nhìn dễ chịu, dễ thương, dễ cảm tình. Nhưng mà thật ra đến một lúc khi chúng ta đụng đến cái tôi của họ, điểm đúng đặc biệt của họ, chúng ta sẽ thấy một gương mặt khác hoàn toàn. Chúng ta sẽ nghe những giọng nói khác hoàn toàn, nó không còn mềm mỏng nữa mà nó chá. Giống như bà mà mặc nước hồ thu nhá. Không còn như mặc nước hồ thu nữa. Mà lúc đó nổi cơn tao bạc lên cả nhà bỏ chạy, chồng chạy mất dép. Thứ hai là chúng ta sẽ thật sự học được bài học của sự kinh nghiệm. Để rồi chúng ta vui vẻ chấp nhận sự sửa dạy, sự sửa sai, sự sửa trị của Chúa ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta nhận được ích lợi. Amen, con chị em. Amen. Chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va, đừng buồn lòng khi Ngài của đất. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Amen. Và muốn nói thêm một điều nữa, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Tôi lại kể một cái câu chuyện cực kỳ thực tế của ngày hôm qua. Buổi sáng tôi đưa con tôi đi học, sau đó tôi phát hiện mình quên chai nước, bởi vì tôi có nói với vợ tôi là tôi có hẹn với Chúa. Tôi đi vào trong Vạn Phúc, anh chị biết mai mốt mà không thấy mục sư chạy vô Vạn Phúc tìm nha. Đó là điểm hẹn với Chúa, nơi chúng tôi hẹn hò. Phát hiện mình không đem chai nước, mà mình hẹn với Chúa là mình sẽ rất khô cổ họng á, nên lúc nào mới có chai nước mà quên đem theo. Cuối cùng mới nghĩ mình phải mua cái gì đó để uống, nhà mình thì bán đủ thứ rồi, muốn gì ta. Cuối cùng thấy có nước mía đi, mình không có bán nước mía. Vừa mùa nước mía thì thấy mía để đầy mà sao người ta không xay cho mình, người ta lại múc, nó có sẵn đó, múc đổ vô, thấy nó cũng hơi kỳ, nhưng mà lúc đó mình cũng không có để tâm lắm. Cầm cái ly nước mía 10.000 đi vô điểm hẹn, rồi nói chuyện với Chúa, rồi khát nước rồi uống, uống vào lần đầu tiên sao lại nhắc vậy, sao nó mía nhìn nó trong như thấy kỳ kỳ. Bắt đầu thì nghĩ là này chắc nó pha nước nhiều, nó để lời nhiều thôi. Uống ngụm thứ hai mình nghĩ là nếu pha không sao, chịu sao, mà nước thôi nó cũng đỡ khác nước. Uống ngụm thứ hai tự nhiên thấy có cái vị nó kỳ kỳ vậy ta. Cái ngọt này mình là cái người ở trong nhà buôn bán mấy cái đồ ăn đồ uống mình biết mà, nó không phải vị đường, nó không phải vị đường đúng nghĩa, không phải vị đường thật, cái này là đường hóa học. Chà, thử uống cái coi mình có phán đoán đúng không, uống cái nữa tự nhiên thấy người khó chịu rồi. Thế là tôi mới cầm cái ly nước mía ra cái thùng rác, tôi không đổ hết, tôi chỉ đổ nước mía thôi, giữ lại đá này không cắt nước rồi đâu, cầm thùng đá để đỡ cắt nước. Và phải ngồi xuống phải móc một buổi để mà cầu nguyện và công bố thấy nguy trong cơ thể rồi, nó người nó kỳ luôn, là mình biết mình bị ngộ độc trống rồi. Và công bố, một trong những điều công bố là trong danh Chúa Jesus Christ, tôi công bố tôi là người tin nơi Chúa, tin nơi lời hứa của Chúa, và tôi nhận được cái điều này, đó là tôi uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Và sau đó nó tan biến hết, khỏe mạnh bình thường đó lại. Sau đó Hoài Ân gọi điện thì tôi có nói vui, tôi nói chứ xíu chút nữa mất mạng rồi nha, bây giờ đi tới hỏi tội con ánh nghĩa đây. Nói vui vui vậy thôi, nhưng mà cuối cùng là mình đâu có ghé làm chi, đơn giản là như thế này, mình suy nghĩ thế này. Bây giờ mình đang quá bận rộn và cô ta chả có cái ý nghĩa gì với mình, cô ta chả có mối quan hệ với mình cả. Bây giờ nếu mà cô ta làm sai, cô ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời, và một ngày nào đó sẽ có một người rất là khó chịu, có một người mà rất là ba gai mà cô ta gặp trúng người đó, người đó sẽ cho cô ta thấy được cái hậu quả của cái việc mà bán tầm bậy tầm bạ là như thế nào. Nhưng nếu buổi sáng ấy là một tín hữu trong hội thánh này, mục sư không để yên đâu. Nghe tôi không? Tôi đang nói một điều rất ý nghĩa. Vì cô ta là người dân nước lạ, thì cô ta không có liên hệ gì với tôi, thì tôi rất bận rộn, tôi không có ưu tiên cho cô ta, cho nên tôi không hỏi tội cô ta. Nhưng nếu buổi sáng ấy là Trung Kiên chẳng hạn, thì không có yên với mục sư Phạm Thiên Ân đâu nha. Mục sư
mục sư nhất định sẽ tới gian hàng của em và gọi em ra nói chuyện phải trái với em đó. Mục sư sẽ nói: "Tuân kia, bán cái gì vậy? Pha nước tùm lum trong đó còn bỏ đường hóa học trong đó nữa hả? Người ta uống vô, người ta ngộ độc thực phẩm ở tù nữa này chứ. Em ăn năn với chú đi, dẹp đi, không bán gì nữa, mục sư chỉ cho công thức làm nước mía nè." Ví dụ vậy, một bà nước mía đâu công thức gì đâu, chỉ sai thôi đúng không chị? Tại quen với ba cái trà sữa này mà. Ok, anh em có hiểu ý mục sư nói như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Có rất là nhiều người họ nói là tại sao mục sư lại sửa sai họ như vậy. Có nhiều là mục sư đã cố nói mà họ không có hiểu. Mục sư nói là nếu mục sư không coi em như là một thành viên trong gia đình, và thậm chí nếu mục sư không coi em như là một cái đứa con ở trong gia đình thuộc linh, và mục sư là người cha thuộc linh dẫn dắt cái gia đình đó, thì mục sư sẽ không bao giờ đã động đến em. Em làm sai kệ thì thương em mới nói, đúng không? Đúng không anh chị? Khi các bọn nhỏ tôi chưa ý thức được mà ba mẹ tôi đánh tôi tức lắm. Tôi cảm thấy oan ức, tôi nói là tại sao ba mẹ mình ác với mình. Nhưng bây giờ đây, tôi đứng lên trước mặt Chúa, trước mặt ba mẹ tôi và trước mặt mọi người, tôi phải nói một lần nữa là tôi cảm ơn ba mẹ tôi vì đã từng đánh tôi, vì tôi đã làm những điều sai trật mà ba mẹ tôi đánh tôi và đánh trong tình yêu thương. Tôi cảm ơn những lúc mà ba mẹ tôi đánh tôi và rơi nước mắt. Chính vì vậy mà con người của tôi mới dễ phục thiện. Tôi có cái chất phục thiện của con người của tôi phục thiện rất nhanh. Dẫu tôi có làm sai, tôi phục thiện rất nhanh vì những cái rối đó và tốt cho cuộc đời của tôi. Amen con chị. Amen. Vì sao ngày hôm nay sức chịu đựng của tôi lớn? Vì sao? Vì sao tôi có khả năng chịu áp lực tốt hơn nhiều người? Vì Chúa đã rèn luyện tôi từ thuở ấu thơ. Nếu bây giờ nghiệm lại, chỉ có thể nói là Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Ngày tốt. Cảm ơn ba mẹ đã từng đánh con vì những mục đích tốt lành, với những động cơ tốt lành. Amen. 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 Ok, điều này rất ý nghĩa. Tôi ước gì thế giới này lãnh hội được điều này thì sẽ tốt biết bao. Đúng không? Đừng có mong đợi lúc nào người ta cũng ngọt ngào với mình. Kể cả những người mềm mại nhất, có những lúc họ sẽ cáu gắt với mình, và thậm chí có những lúc họ sẽ tức giận. Và đừng vì nhìn thấy sự cố gắng tức giận đó là mình nổi loạn lên, là mình chống đối người phản kháng. Đừng. Hãy học sự khiêm nhường thật. Chính chúng ta có cố gắng để mềm mại nhịn nhục chịu đựng càng nhiều càng tốt. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng sẽ học rằng khi chúng ta đối diện với những người khó nhai, khó nuốt, khó chơi, thì chúng ta sẽ có một cái sự chịu đựng của Chúa thật tốt. Và động cơ để chúng ta chịu đựng là tình yêu thương. Để rồi khi chúng ta có thể chịu đựng đúng mức của nó, đến một lúc nào đó chúng ta có thể thấy được thành quả từ sự chịu đựng trong tình yêu thương. Có những sự chịu đựng trong sự thiếu hiểu biết, trong sự hèn nhát, nhưng mà có những sự chịu đựng trong tình yêu thương. Cầu xin Chúa cho tôi và anh chị em phân biệt cái nào là sự chịu đựng trong sự hèn nhát, trong tinh thần nô lệ, và cái nào là sự chịu đựng trong tình yêu thương. Amen con anh chị em. Tôi không có thời gian để phân tích cái này. Có thể một ngày nào đó sẽ có một bài học riêng về điều đó. Cho nên nếu người nào nghĩ rằng mình giống như người thân của một sư phạm chị ơi, giống như trong một gia đình, một lúc nào đó mà qua bài giảng của tôi hay là qua cái việc tôi mời đến trực tiếp để có những sự sửa sai hay là quở trách, thì mong rằng người đó từng để cho mình dễ dàng bị tổn thương hay là bắt đầu quay ra căm ghét một sư của mình. Tôi ước ao anh chị em thấy được động cơ trong lòng của tôi, và thấy được mục đích của tôi, và cũng thấy được cái cách thức mà tôi đang hành động là những cách thức tôi học được từ Kinh Thánh. Để rồi anh chị em sẽ nhận lấy những cái điều mà Chúa đang muốn đem đến cuộc đời của mình, cho dù đó là sự quở trách, cho dù đó là sự tỉa sửa, cho dù đó là sự sửa phạt, anh chị em sẽ nhận lấy vì biết rằng đó là điều ích lợi, là điều tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan và nhận được sự thông sáng. Một lần nữa, thông sáng ở đây nó là understanding, là sự hiểu biết. Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan và nhận được sự thông sáng. Sự thông sáng ở đây, một lần nữa một sự nhắc lại, đó là understanding. Chúng ta là những người được phước khi chúng ta tìm được sự khôn ngoan. Chúng ta là những người được phước khi chúng ta nhận được sự hiểu biết từ nơi Chúa. Cái sự hiểu biết đầu tiên mà Chúa khuyên chúng ta là đừng dựa vào đó, đó là sự hiểu biết của chúng ta, của con người. Nhưng mà sự hiểu biết lần này
là sự hiểu biết đến từ Đức Giê-hô-va. Amen con chị ơi. Là sự hiểu biết đến từ Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta nhận được sự hiểu biết đó. Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan và nhận được sự thông sáng, tức là nhận được sự hiểu biết đến từ Đức Chúa Trời. Vì thà được khôn ngoan hơn là được tiền bạc. Hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Cái chữ tiền bạc ở đây thật ra là silver. Ở trong các bản kinh thánh tiếng Anh đều là silver. Chúng ta hãy xem ở trong thế gian này người ta có cái từ người ta hay nói là vàng bạc hoặc là bạc vàng. Thì bạc vàng hay vàng bạc tượng trưng cho của cải vật chất, những cái thứ quý giá, những thứ có giá trị. Chỉ là tiền bạc cũng được, nhưng mà chính xác là bạc. Vì thà được khôn ngoan hơn là được bạc. Hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng rồi. Số bạn nên thấy là tốt hơn vàng thôi. Tóm lại như thế này, sự khôn ngoan nó quý giá hơn là bạc vàng. Sự khôn ngoan nó quý giá, nó xứng đáng để mà chúng ta tìm kiếm và sở hữu hơn là của cải vật chất hơn chị em. Chúng ta hãy đặt lại thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã thật sự để cho sự khôn ngoan ở bên trên tiền bạc hoặc là của cải vật chất? Tôi có thể nói với anh chị em ngay mà không cần suy nghĩ, ngày hôm nay ít lắm. Hầu hết mọi người đều để cho những giá trị vật chất nó nằm ở hàng cao nhất. Đó là lý do vì sao trong xã hội này càng ngày càng có nhiều tội phạm. Đó là lý do vì sao người ta dễ dàng lừa lọc nhau. Đó là lý do vì sao người ta dễ dàng chà đạp nhau, người ta dễ dàng đánh nhau, người ta dễ dàng giết nhau, dễ dàng kiện tụng nhau. Kể cả ở trong các mối quan hệ thân thiết gia đình, người ta cũng đã đối xử với nhau cách tồi tệ. Đó là lý do vì sao mà con có thể đập đầu cha. Đó là lý do vì sao anh chị em có thể giết nhau. Đó là lý do vì sao con cái có thể đốt nhà cha mẹ mình. Là vì họ đã đặt tiền bạc, vật chất, những giá trị về vật chất trong thế gian này cao hơn sự khôn ngoan thật, cao hơn những giá trị thiêng liêng, cao hơn đạo đức của Đức Chúa Trời. Hãy thay đổi lên chứ. Nếu ngày hôm nay những người ngồi trong căn phòng này đang đặt những giá trị vật chất ở trên, thì chắc chắn tôi nói ngay, những con người đã sống rất bận tiện. Hãy nhìn mà xem, những con người sống bận tiện là những người mà đặt cái giá trị vật chất ở trên cùng, đúng không chị ấy? Những người mà không có quá trọng vật chất, những người đó mới là những người có thể bày tỏ cho chúng ta thấy những cái gì đó là đẹp đẽ. Còn mấy cái người mà cái đồng tiền to bằng bánh xe, cái đồng tiền của họ nhiều khi nó còn hơn cả sinh mạng người khác. Người đó họ sống bần tiện, họ sống rất là tồi tệ, rất là đê tiện, rất là hèn mặt. Tôi có thể dùng tất cả những từ tồi tệ nhất trong cuộc đời này để mô tả những con người như vậy. Thưa anh chị, sự khôn ngoan thật của Chúa, sự hiểu biết thật của Chúa, sự khôn ngoan, sự hiểu biết đến từ Chúa nó quý giá hơn bất cứ một giá trị vật chất nào ở trong cái thế gian này. Nó quý hơn cả những cái danh vọng mà người đời đang tìm kiếm, nó quý hơn những cái ghế cao mà người ta đang tranh nhau để ngồi. Thưa anh chị, amen con chị. Amen, amen, amen. Và có một điều tôi muốn nói để cho anh chị em thấy lời Chúa tuyệt vời đó. Có nhiều người sẽ nói, ờ ok, sự khôn ngoan thật của ông đang dạy đó, sự thông sáng, sự hiểu biết gì đó, ok, nó giá trị tâm linh tốt. Nhưng mà nó không có đảm bảo về cái đời sống thực tế. Thực ra thì có thực mới vượt được đạo chứ không? Giờ tôi không có ăn thì tôi sao tôi nghe nổi lời Chúa, tôi không có ăn làm sao tôi đọc lời Chúa, tôi không có ăn làm sao tôi đi đến thờ tự Chúa được không? Ok. Tôi sẽ nói thêm một điều này để cho mọi người phải tâm phục khẩu phục. Mọi người sẽ thấy lời của Chúa, những lời hứa của Chúa nó tuyệt vời như thế nào. Cũng ở trong những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy một cái điều tuyệt vời, đó là sự khôn ngoan, sự khôn ngoan thật của Chúa, sự hiểu biết đến từ nơi Chúa, nó có thể cho chúng ta những cái giá trị vật chất lớn hơn cả bạc và vàng nữa. Bởi vì sao? Khi chúng ta khôn ngoan, chúng ta sẽ có sự sáng tạo, chúng ta sẽ có những ý tưởng từ nơi Chúa, chúng ta sẽ biết cách để làm ra những giá trị vật chất một cách dễ dàng hơn nhiều người khác. Chúng ta biết cách làm ăn, buôn bán, và đương nhiên tất cả đều được sự ngay thẳng và công chính, và được Đức Chúa Trời ban phước, và được sự tín nhiệm của mọi người. Chúng ta được uy tín, và một ngày đó mọi người sẽ nói là hãy đến cửa hàng đó, bởi vì nơi đó chúng ta sẽ không bị lừa, nơi đó chúng ta sẽ có những sản phẩm tốt nhất với giá tốt nhất có thể, và chúng ta sẽ trở nên giàu có. Một ngày nào đó chúng ta sẽ có nhiều bạc vàng, thậm chí chúng ta sẽ có kim cương, thậm chí chúng ta sẽ có biệt thự, chúng ta sẽ có phi cơ riêng như tôi nói lúc ban đầu. Chúa hoàn toàn có quyền ban cho chúng ta, đúng không chị? Bởi vì lời của Chúa nói rằng nếu chúng ta thật sự yêu mến, kính sợ Chúa, yêu mến lời của Chúa, cẩn trọng lắng nghe làm theo lời Chúa, thì mọi sự người làm
đều sẽ thịnh vượng. Tôi chúc cho anh chị em một ngày nào đó có những người giữa bọn anh chị em sẽ là những đại gia về bất động sản. Một ngày nào đó sẽ có những người là đại gia trong lĩnh vực ăn uống, là đại gia trong lĩnh vực công nghệ máy tính, là đại gia trong lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia. Và anh chị em là những đại gia bước đi trong con đường công chức của Chúa, và tất cả mọi người phải nể phục anh chị em. Và vì họ biết được cái cách anh chị em thành công, cho nên họ cũng sẽ có một lòng tôn trọng tối thiểu đối với Đức Chúa Trời mà anh chị em đang thờ phượng. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm thấy thật phấn khích về điều này. Và tôi đang rất là háo hức chờ cái ngày mà tôi có thể đứng lên để dạy cái loạt bài về tài chính. Nó sẽ là một ngày tuyệt vời, và nó sẽ giải phóng nhiều người khỏi những bế tắc về tài chính. Tôi đang đợi ngày đó, vì tôi đang chờ một trải nghiệm. Hãy cầu nguyện để tôi có thể thành công và đem đến cho anh chị em những lẽ thật rất tuyệt vời ở trong vương quốc của Chúa Trời. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Rồi, sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc. Chẳng một báu vật nào con ưa thích sánh kịp nó được, đúng chưa? Ồ, quá tuyệt vời. Không cần phải nói thêm, nãy giờ nói rồi. Châu ngọc hay kim bạc, bạc vàng, tóm lại là giá trị, chưa? Nó quý giá hơn. Nó cho chúng ta những điều tuyệt vời từ bên trong, và nó cũng cho chúng ta những giá trị tuyệt vời ngay trong cái thế giới vật chất này nữa, nếu chúng ta bước đi trong sự bạch phước của Chúa. Amen, con chị em. Tay phải sự khôn ngoan cầm nắm sự trường thọ, còn trong tay trái có sự giàu sang và danh vọng. Đó, thế chứ. Cầm nắm sự trường thọ. Sự trường thọ ở đây không có nghĩa là chúng ta bị tai biến, chúng ta bị nằm liệt giường cho đến ngày chúng ta chết. Và thậm chí có những người đã sống rất dài, có những người đã nằm liệt giường hàng mấy chục năm mà không chết. Tôi nói thẳng với anh chị em, tôi không tin đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Giá như họ chịu thay đổi cái suy nghĩ trong đầu của họ, các tư duy trong đầu của họ, giá như cái đức tin của họ có một sự thay đổi tích cực hơn, thì tôi nghĩ rằng chuyện đó sẽ phải chấm dứt. Thưa anh chị, sự trường thọ đây có nghĩa là một con người sống trong sự khỏe mạnh và có thể enjoy life, có nghĩa là thưởng thức cuộc sống. À, enjoy life là theo các thảo đã từng nói khi đứng trước hội thánh, đúng không? Đó, một con người khỏe mạnh, một con người có thể thưởng thức cuộc sống. Sự trường thọ đó là sự trường thọ chúng ta cần, đúng không chị? Chứ còn trường thọ mà trong tình trạng bệnh tật, đó không phải là điều chúng ta cần. Nếu chúng ta là những con người đang trường thọ trong tình trạng bệnh tật, thì làm ơn đừng tự ái khi nghe tôi nói điều này. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và hãy tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài, để Ngài có thể cho anh chị em kinh nghiệm sự chuyển mệnh thành thắng, một cái sự thay đổi đột phá. Anh chị em sẽ không trường thọ trong sự bệnh tật, tôi sẽ không trường thọ trong sự bệnh tật, chúng ta sẽ cùng nhau trường thọ trong sự khỏe mạnh, trong sự khỏe tiên phước. Amen, con chị em. Nhưng chúng ta phải tin. Nhiều người trong chúng ta nhiều khi nói chuyện với mục sư thì nói à, đúng là mục sư. Nhưng tôi là người hay để ý, tôi có nghe anh chị em nói sau lưng, nói chuyện với người khác. Và anh chị em có nói rằng ờ, con người thì phải thế này, người phải bệnh chứ, rồi thế này thế nọ, tuổi tác lớn thì phải thế này thế nọ. Anh chị em đã bấm nhất được quan điểm của mình, và đó là cái lỗi của anh chị em không biện minh được đâu. Hãy ăn năn trước mặt Chúa, hãy thống nhất được quan điểm của đức tin của mình, trước sau như một, sống cho đến ngày gặp Chúa đều tin như vậy mà không thay đổi. Chứ đừng có lúc thì lúc thì nó người phải bệnh chứ, người vậy phải bệnh rồi mới chết được chứ, không bệnh sao chết, vân vân. Nếu vậy thì Chúa không thể làm một cái công việc quyền năng gì trên đời sống chúng ta đâu. Cho nên nếu anh chị em là người đó, hãy thay đổi và đừng tự biện minh nữa nhé. Chứ khi như sẽ không cho phép chúng ta biện minh trong những trường hợp đó, thay vào đó hạ mình xuống và ăn năn trước mặt Chúa. Amen. Rồi mình tới đâu rồi ta? Tay phải sự khôn ngoan cầm nắm sự trường thọ, còn trong tay trái có sự giàu sang và danh vọng. Các đường của sự khôn ngoan là đường vui thích, mọi lối của nó đều là lối bình an. Ồ, các đường của sự khôn ngoan là đường vui thích, mọi lối của nó đều là lối bình an. Con này hay nhá. Đường vui thích, cái chữ vui thích ở đây, ở trong một số bản kinh thánh tiếng Anh đã dịch rất hay. Cái chữ vui thích đó thật sự là sự thỏa nguyện. Các đường của sự khôn ngoan là đường của sự thỏa nguyện, mọi lối của nó đều là lối Shalom. Một lần nữa, anh chị em thấy nó có những cái sự mà không đồng nhất trong cách dịch ở đây. Cùng là một từ, nhưng ở trên này thì dịch là an khang thịnh vượng, nó chưa có đủ nghĩa. Ở dưới này thì dịch là bình an, tức là ở trên này thì lấy gọn,
thì dưới này là hàng gốc. Thật ra đó cả hai đều thiếu hết, thì gom lại là Shalom. Mọi lối của nó đều là lối Shalom, có nghĩa là cái lối đó có sự thịnh vượng trong sự bình an, bởi vì bước đi trong sự cầu chính. À mấy con gì em? Tuyệt vời, tuyệt vời. Ồ phấn khích, tôi rất phấn khích khi nói đến những điều này. Ồ, đời sống của chúng ta sẽ có sự thỏa nguyện khi chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa. Nhiều người trong chúng ta đã thiếu sự khôn ngoan của Chúa, cho nên chúng ta không có sự thỏa nguyện. Vì thiếu sự khôn ngoan của Chúa thì làm sao thỏa nguyện được? Thiếu sự khôn ngoan của Chúa thì chúng ta cứ đối diện với những cái sự thất bại trong đời sống của chúng ta hoài. Chúng ta cứ vấp váp hoài, chúng ta cứ phạm tội hoài thì làm sao thỏa nguyện được? Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm được sự khôn ngoan của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta bắt đầu kinh nghiệm được sự thỏa nguyện ngày càng nhiều. Sự khôn ngoan càng lớn thì sự thỏa nguyện càng nhiều. Nó tỷ lệ thuận với nhau. Chúng ta càng khôn ngoan hơn thì chúng ta càng có cơ hội kinh nghiệm sự thỏa nguyện hơn. Amen con chị. Và không thì tới ngày cứ bất mãn mà. Tới ngày cứ bất mãn không hài lòng, lúc nào cũng phàn nàn. Nếu chúng ta bước đi trong sự khôn ngoan của Chúa và đời sống chúng ta thỏa nguyện, chúng ta sẽ thấy một điều thực tế như thế này. Chúng ta sẽ bớt đi những cái lời phàn nàn, mà chúng ta sẽ tăng lên những sự ngợi ca Chúa, tăng lên những sự cảm tạ Chúa và tăng lên những lời nói của đức tin, để chúng ta có thể truyền năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh chúng ta. Amen con chị em. Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả, chúng ta vẫn đang trên tiến trình để học hỏi. Như vậy thì sự khôn ngoan của Chúa ở trong tôi và anh chị em, nó vẫn còn những cái sự thiếu sót nào đó, và tôi và anh chị em cần phải học hỏi thêm, cậy ơn của Chúa để sự khôn ngoan nó càng ngày càng gia tăng. Và khi sự khôn ngoan gia tăng thì sự thỏa nguyện ở trong đời sống của chúng ta cũng sẽ gia tăng. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. À, cho một sư thêm một chai đi, một sư uống được này là xong luôn. Rồi, mọi lối của nó đều là lối bình an. Sự khôn ngoan là cái sự sống cho ai nắm lấy nó. Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. À, thật là tuyệt vời. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đức Giê-hô-va, cảm ơn thầy. Thầy lấy đi. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan đạt đến quả đất, nhờ sự thông sáng mà thiết lập các tầng trời, do tri thức của Ngài các vực sâu mở toang và mấy động thành sương móc. Thật tuyệt vời. Chúng ta thấy rằng bởi sự khôn ngoan của Chúa, Ngài đã làm những việc lớn lao vĩ đại. Vậy thì thưa anh chị em, nếu chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa càng ngày càng lớn hơn trong chúng ta, thì chúng ta có thể làm những việc lớn lao vì sự vinh hiển của Chúa không? Có không anh chị em? Chắc chắn là có. Đó là lý do vì sao mà lời Chúa nói rằng những người tin ta sẽ làm những việc ta làm và làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Những người đó chắc chắn phải là những người khôn ngoan. Amen con chị em. Chắc chắn là những người có sự khôn ngoan của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hỡi con ta, hãy giữ sự khôn ngoan thật và tính thận trọng. Sự khôn ngoan thật thì mình biết rồi, nhưng mà tính thận trọng ở đây là cái gì? Nếu mà hiểu đúng cái từ này thì tôi e là mọi người hiểu sai, hoặc là hiểu không chính xác. Tính thận trọng là sao? Có phải là kiểu những người mà lúc nào cũng sợ người khác gạt mình, lúc nào cũng cảnh giác, nghi ngờ, cuối cùng cái người mà giả tạo cũng bị mình nghi ngờ, cái người chân thật cũng bị mình nghi ngờ, bởi vì cái tính thận trọng của mình, phải gì không? Phải cái thắng nói đến cái vụ đó. Vậy tính thận trọng là gì? Cái chữ tính thận trọng này ở trong tiếng Anh là cái chữ discretion. À, nó có nghĩa là sự cẩn trọng, và nó có nghĩa là sự suy xét một cách cẩn thận và khôn ngoan. À, như vậy thì rõ ràng nó có liên quan đến sự khôn ngoan. Nó là một phần của sự khôn ngoan, nó là biểu hiện của sự khôn ngoan, đúng chưa? Như vậy thì một cái người khôn ngoan không thể nào bột chọn được. Một cái người khôn ngoan không thể nào ai nói cái gì cũng tin được, đúng không anh chị em? Đúng không? Không phải ai giảng cái gì mình cũng amen, đúng không anh chị em? Mình phải nghe cho kỹ, mình phải suy xét một cách cẩn thận trong sự khôn ngoan của Chúa. Mình phải có sự cẩn trọng
với những gì mà mình nghe, mình tiếp thu. Đây là điều rất quan trọng. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đã không có cái discretion này, họ đã không có cái tính cẩn trọng này, không có cái sự suy xét này, cho nên ai nói cái gì họ cũng nghe, thậm chí mấy cái người nói tào lao trên mạng họ cũng nghe, họ tin. Và tôi nói tôi rất ghét cái điều này nha. Nếu ai trong hội thánh mình đang làm, bỏ đi, tôi đang sửa sai. Một số người thậm chí trong hội thánh của chúng ta hay lấy cái link ở đâu đó trên mạng mà cứ gửi lung tung, tôi biết, tôi nhìn cái cách tôi biết rồi, gửi hết người này đến người khác mà không kiểm chứng thông tin. Và tôi có thể nói 100% những cái thông tin mà nó ví dụ gì đó giật gân nghi gớm lắm, rồi đủ thứ cơ đốc nhân chỗ này chỗ nọ đang bị cái gì đó, và lúc đó mọi người hãy cầu nguyện, nó là sai hết. Những cái tin đó, có những cái tin là đơn đặt, có những tin là nó đâu từ 8.000 năm về trước gì đó, bây giờ cứ truyền nhau vai đó, gửi vào đó là bạn, nếu bạn yêu Chúa thì bạn hãy gửi này cho 100 người hay là 800 người đó, và chúng ta không cần suy xét, chúng ta cứ gửi. Đó là một cái sự thiếu suy xét cẩn trọng. Và cái sự thiếu suy xét cẩn trọng đó là biểu hiện của sự thiếu khôn ngoan. Xin lỗi để nói ra điều này nha. Tôi đã từng rất vật chợt trong việc tiếp nhận thông tin, và đã có nhiều cái hậu quả mà tôi không muốn nhận. Nó rất là tồi tệ, và tôi đã phải ân hận rất là nhiều lần. Và tôi bắt đầu học cái tính cẩn trọng này. Cho nên bây giờ trong việc truyền thông tôi rất là cẩn trọng. Lắng nghe ai đó phải cẩn trọng, và nói một cái điều gì đó với người khác phải kiểm tra là cái thông tin mình nói có đúng hay không. Phải rất cẩn trọng trước khi mình nói, mình kiểm tra có đúng hay không. Và thậm chí có những lần khi mà mình kể một cái điều gì đó mình thấy không đúng thì mình thấy nó xấu xa trong lòng. Tại vì thật ra nhiều khi lâu quá mình nhớ không có chính xác từng cái chi tiết là mình đã thấy khó chịu rồi. Và tự dặn lòng mình là mình, nếu mình có kể lại câu chuyện đó phải kể cho nó chính xác, nó đúng. Chúng ta phải có một cái tính cẩn trọng ở trong đời sống, chúng ta biết phải biết suy xét mọi việc. Chúng ta đừng như trẻ con. Trẻ con thì đôi khi người ta nói cái gì nó cũng nghe hết, nó cứ tiếp thu, nó không có sự chọn lọc. Có những người thì cái gì cũng đều khác, cái gì cũng nghi ngờ, nhưng mà có những người thì cái gì cũng tin. Xin lỗi là tuổi tác không làm cho chúng ta khôn ngoan hơn. Nếu ai đó nói rằng tuổi tác sẽ làm chúng ta khôn ngoan hơn thì đọc lại Thi Thánh đi. Lời Chúa làm cho chúng ta khôn ngoan hơn, chứ không phải là tuổi tác. Chúng ta sống lâu, tuổi tác lớn mà chúng ta không có đọc lời Chúa, không tôn trọng lời Chúa, không có nghiền ngẫm lời Chúa gì cả thì chúng ta sẽ không khôn ngoan đâu. Mà nếu một người trẻ tuổi mà biết tôn trọng lời Chúa, yêu lời Chúa, khao khát lời Chúa, thậm chí một em thiếu nhi, một em nhi đồng thôi mà nó có ý thức đó, tôn trọng lời Chúa, yêu lời Chúa, nó biết suy ngẫm về lời của Chúa thì nó sẽ có sự khôn ngoan. Chúng ta cần sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đó sẽ giúp chúng ta biết suy xét mọi việc. Kể cả sứ đồ Phao-lô, ông giảng, ông là cái người mình có thể nói là một trong những cái người giảng thượng hạng ở trên thế giới này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, nếu tôi nhớ không lầm, hội thánh tại Bê-rê đã sau khi nghe ông giảng về nhà và tra lại trong Kinh Thánh xem những lời giảng ấy có đúng không, đó là sự suy xét. Trong sự cẩn trọng mà điều đó là cần thiết. Và tôi học điều đó cho nên tôi đã chủ động nói với anh chị em rằng, kể cả tôi là một sư quản nhiệm của anh chị em, khi tôi giảng anh chị em phải suy xét trước khi anh chị em amen, và phải suy xét trước khi làm theo. Nếu thấy tôi giảng không đúng Kinh Thánh đừng amen, nếu thấy tôi giảng không đúng Kinh Thánh đừng làm theo. Tôi năn nỉ anh chị em, đó là cái tâm của một người phục vụ Chúa. Tôi chỉ vui khi anh chị em amen có một điều đúng. Còn nếu một ngày nào đó nếu lỡ tôi nói sai, đừng amen, và cũng đừng dừng lại ở chỗ đó. Hãy nắm bắt một cơ hội nào đó để gặp một sư của mình bằng cái nào đó truyền thông cho máy biết rằng máy đã sai với tình yêu thương, và hãy tin đi, tôi nhất định sẽ nhìn nhận nếu tôi thật sự sai, vì tôi biết tấm lòng của mình nó mềm hay nó cứng. Tôi luôn rất sẵn sàng đón nhận lời của Chúa, chỉ cần tôi biết đó là lời của Chúa tôi không bao giờ phản kháng. Còn nếu tôi không xác định được đó là lời của Chúa hay không thì cái đó phải suy xét lại. Ok, như vậy thì lời của Chúa đã dạy chúng ta là phải giữ sự khôn ngoan thật. Ở đây còn nói là sự khôn ngoan thật và tính thận trọng, có nghĩa là tính cẩn trọng, có nghĩa là sự suy xét một cách cẩn trọng trong sự khôn ngoan, có trách nhiệm với bản thân và với người khác. Đó là như vậy. Nó sẽ là sự sống của linh hồn con, là đồ trang sức cho cổ con. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường lối con, và chân con
không vấp ngã. Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi. Phải, con sẽ nằm và được ngủ ngon giấc. Khi chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa thì chúng ta có cơ hội sống bình an, sống vui mừng. Và chúng ta sẽ có cơ hội thưởng thức những giấc ngủ ngon. Có nhiều người có nệm êm, có nhiều người có nhiều thời gian hơn để ngủ, nhưng họ đã không thật sự ngủ được. Họ trằn trọc, họ băn khoăn, họ lăn qua, họ lăn lại, họ đang gặm nhấm một điều gì đó rất là tiêu cực ở trong tâm hồn của họ. Sự tổn thương chắc, sự cay đắng chắc, sự lo lắng chắc, sự sợ hãi chắc, sự căm ghét một người nào đó chắc, một mưu đồ đen tối nào đó chắc. Liệu mình muốn lậu lần này có thành công không? Liệu cả mưu giết người của mình có bị bại lộ không? Nếu chúng ta là một người công chính thật sự, nếu chúng ta là người có sự khôn ngoan thật của Chúa, nếu chúng ta có sự bình an thật của Chúa, sự bình an vững chắc của Chúa, nếu chúng ta có niềm vui của Chúa, nếu đời sống chúng ta đã bước đi trong sự thịnh vượng theo định nghĩa của Kinh Thánh, chúng ta sẽ có cơ hội ăn ngon miệng hơn mỗi ngày, và chúng ta có cơ hội để ngủ ngon hơn mỗi ngày. Giấc ngủ của chúng ta là giấc ngủ thật dễ dàng. Chúng ta đặt lưng xuống và thậm chí chúng ta làm thế này 1, 2, 3 khò, tưởng như một trò đùa, nhưng là thật. Ước ao anh chị em sẵn sàng học lấy sự khiêm nhường để khi đối diện với lời Chúa là ánh sáng chiếu vào, thấy mình sai chỗ nào, thấy bị biện minh, thấy bị cố cự cãi, cố để lấp liếm, thì hãy tìm một nơi riêng tư, hạ mình xuống trước mặt Chúa và thưa với Chúa rằng con sai rồi, chỗ đó con đã sai, và vì con sai cho nên hậu quả là như thế này, là như thế kia. Chúa ơi, xin tha thứ cho con, và Chúa ơi, từ nay xin hãy hướng dẫn con, xin hãy truyền động lực cho con, hãy thêm sức mạnh cho con, để con có thể thực thi ý muốn của Chúa và con có thể kinh nghiệm một đời sống phước hạnh. Con sẽ có những bữa ăn ngon miệng và những giấc ngủ ngon lành, con ngủ ngon nhất. Amen con chị. Amen. Amen. Nói chuyện ăn ngon miệng với ngủ ngon nhất thôi thì đã là một phước lớn rồi đó anh chị em. Tôi nói không ngoa đâu. Hãy đi và hỏi tất cả mọi người trong xã hội này. Đôi khi cái điều tưởng chừng như rất dễ dàng của chúng ta là niềm mơ ước lớn lao của rất rất nhiều người trong xã hội này. Họ có bỏ tiền tỷ cũng không bao giờ có được, cho tới khi họ thật sự tiếp cận với lời Chúa và thực thi lời của Chúa thì họ mới có cơ hội để đón nhận cái điều đó. Amen anh chị. Amen. Tôi chúc cho tất cả những người trong căn phòng này không có một người nào phải uống thuốc ngủ để ngủ cả. Tôi chúc cho tất cả những người trong căn phòng này không ai phải uống men tiêu hóa để ăn vào cho nó tiêu hóa cả. Và chúng ta ăn vào cái đâu cái nó tiêu hóa cái đó, thậm chí thấy nó đói nhanh quá. Thậm chí mình phải giới hạn lại, ăn nhiều quá sợ béo phì. Lúc nào ăn cũng ngon miệng hết. Vợ cho ăn nước tương ngon luôn, nay vợ bận quá nước tương ok ăn ngon, cảm ơn Chúa ơi còn phải lòng. Rồi ngày mai vợ làm cho mình món mực tươi hay gì đó, hay là thịt nai gì đó càng ngon nữa. Ô, cảm ơn Chúa tuyệt vời, nay vợ ăn dinh dưỡng quá, cảm ơn Chúa. Đâu phải ai cũng được ăn mực tươi như con, đâu phải ai cũng được ăn thịt nai như con, cảm ơn Chúa, con phải lòng, cảm ơn Chúa. Alleluia. Như vậy thì khi con nằm chẳng có điều sợ hãi, phải, con sẽ nằm và được ngủ ngon giấc. Đừng sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng sợ sự tàn hại xảy đến cho kẻ, vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi cạm bẫy. Ok, cái câu đó thì không có cái gì để mà khó hiểu cả, nhưng mà có một chút ngay chỗ này, một số bản kinh thánh đó, thì cái ý nó khác hơn. Chỗ này là đừng sợ, cũng đừng sợ sự tàn hại xảy đến cho kẻ. Một số bản kinh thánh đó, thì cái ngụ ý là đừng sợ sự tàn hại, những sự kinh khiếp, những cái điều tồi tệ mà nó đến từ kẻ. Ok, kiểu gì cũng được hết. Cả hai ý nghĩa đó mình đều có thể nắm lấy để mình ứng dụng trong cuộc sống. Có đôi khi mình thấy có những người mà họ bị những cái ghê quá, mình cũng sợ luôn, không biết không tới lượt mình không. Hoặc là những cái điều ghê gớm, những cái điều kinh khiếp từ những cái đó mà nó đang giống như nó chờ dịch, nó tấn công mình, thì dù nó loại nào đi nữa đừng sợ, bởi vì chính Chúa là nơi nương cậy của chúng ta. Amen anh chị em. Hãy nói với người bên cạnh rằng chính Chúa là nơi nương cậy của chúng ta. Ngài sẽ gìn giữ chân của chúng ta khỏi cạm bẫy. Đã bài luôn à. Ok, tiếp tục nè. Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng khi tay con có thể làm gì vậy.
đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng khi tay con có thể làm điều ấy. Nếu con có vật mà người lớn cận đáng cần thì đừng nói hãy đi và trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh. Chúa cũng dạy chúng ta điều gì đây? Chúa dạy chúng ta đừng sống ích kỷ, đừng sống hẹp hòi, đừng có keo kiệt, đừng có uỷ xỉn. Chúa dạy chúng ta sống một cái đời sống rộng rãi và hào phóng, bởi vì ban cho thì có phước hơn nhận lắm. Nhưng mở mặt có một số người nếu không hiểu thấu đáo về nhà áp dụng các máy móc, gặp ai hiểu đưa gì cũng đưa hết trơn hết rồi, tôi không khuyến khích chuyện đó. Đối với tôi thì có những người mà tôi nói là một cái tâm tôi cũng không đưa, bởi vì họ là cái loại người như thế nào mà đến là một cái tâm tôi cũng không đưa. Nhưng mà có những người thậm chí không cần mở miệng, tôi có thể đưa cho họ một tài sản có giá trị lớn nếu đó thật sự là điều mà tôi biết chắc là Chúa muốn. Thưa anh chị em, hãy học sống rộng rãi, hãy học sống hào phóng thì Chúa sẽ ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Amen không chị em? Bởi vì Chúa của chúng ta rất là rộng rãi, hào phóng, ngài không có keo kiệt, ngài không có bủn xỉn, ngài không có chắc bóp. Thưa anh chị em, hãy bỏ cái tánh keo kiệt, bủn xỉn, chắc bóp, tính toán gì. Cái tánh đó tôi nói thẳng, nó là tánh bần tiện. Tôi nói thẳng á, ai buồn chịu? Tánh nó bần tiện. Cái người mà keo kiệt, bủn xỉn, chắc bóp, tính toán đó chắc chắn là người tham tiền bạc. Tiền bạc đối với họ lớn lắm, đồng tiền lớn như cái bánh xe. Hãy cẩn thận với những người đó nha. Còn những người mà rộng rãi quá mức, thậm chí không ai nói gì, cứ đưa hết, đến nỗi mình không còn gì để xài, cái chuyện đó là một câu chuyện khác, sẽ có bài để nói điều đó sau. Giờ đó được hết giờ, ok rồi, chúng ta phải quân bình lại trong chỗ đó nha. Ok, tiếp tục gì nữa nào? Đừng lập mưu hại người lân cận của con, vì người đang sống yên ổn bên con. Đúng chưa? Rồi chị nó phải nói rồi, cho lớp nhân tại sao đi lập mưu hại người lân cận. Chuyện đó nếu chúng ta là lớp nhân thì đương nhiên chúng ta không có làm được, đúng chưa? Rồi đừng tranh chấp vô cớ với ai nếu người ấy không làm điều gì hại con. Cơ đốc nhân đừng có nên tranh chấp vô cớ với người khác, đúng chưa? Cơ đốc nhân đừng có nên tranh chấp, hãy học tấm gương của Abraham. Lúc bây giờ là Abraham đã nhường nhịn đứa cháu mình tên là Lot, không cần phải tranh chấp gì cả. Thật ra ông có quyền để chọn điều tốt hơn vì ông là bác này, nhưng ông đã sẵn sàng cho Lot chọn trước. Và cuối cùng thì kết quả của ai tốt hơn? Của Abraham tốt hơn, đúng chưa? Cuối cùng Abraham trở thành nguồn phước cho rất là nhiều người. Còn Lot thì phải nhờ đến sự giải cứu của Abraham, chứ không cũng toi mạng rồi, đúng không anh chị em? Rồi, nói gì nữa nào? Đừng ganh tị với kẻ hung bạo. Một số bạn kinh thánh là kẻ áp bức. Một số bạn kinh thánh là kẻ áp bức. Đừng ganh tị với kẻ hung bạo, cũng đừng chọn đường lối nào của hắn, vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ gian tà, nhưng ngài kết bạn cùng người ngay thẳng. Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ gian tà, nhưng ngài kết bạn cùng người ngay thẳng. Thật ra cái chỗ kết bạn này có một cái bản dịch nó tốt hơn, tôi nghĩ là nó hay hơn. Tức là ngài sẽ bày tỏ cho những người ngay thẳng những cái điều bí mật, những sự tư vấn bí mật, những cái lời khuyên, những sự tư vấn bí mật, có nghĩa là nó sâu nhiệm, nó đem đến những cái ích lợi rất là lớn. Và chỉ có những người trong mối quan hệ mật thiết với Chúa mới có cái quyền lợi đó. Như vậy thì hãy trở thành những người ngay thẳng đi anh chị. Amen. Nếu chúng ta trở thành những người ngay thẳng thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta những điều rất sâu nhiệm, những điều bí mật mà người khác không biết. Và những bí mật đó là những bí mật không phải làm cho chúng ta nản lòng, những bí mật đó làm cho chúng ta có thể có những cơ hội thật tốt trong cuộc đời này, để thăng tiến, để chúng ta thăng tiến, để gia đình chúng ta thăng tiến, để hội thánh thăng tiến, và để cho cộng đồng chúng ta được những ích lợi. Amen quý anh chị em. Tôi và anh chị em quyết tâm sống ngay thẳng và nhờ Chúa giúp chúng ta sống ngay thẳng, để rồi một ngày nào đó chúng ta đều kinh nghiệm những điều này cả. Amen quý anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Rồi, sự nguyền rủa của Đức Giê-hô-va ở trong nhà kẻ ác. Thật ra mà ở trong nhà, mà là sự nguyền rủa của Đức Giê-hô-va giáng ở trên nhà kẻ ác, đổ xuống ở trên nhà kẻ ác, nhưng ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính. Ngài ban phước cho người công chính đã làm rồi, ở đây nói là ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính. Hãy quan sát và xem nơi nào người công chính ở, nơi đó sẽ được cải thiện, nơi đó sẽ tốt hơn, nơi đó tất cả mọi thứ về môi trường, về mọi thứ nó sẽ tốt hơn, bởi vì đó là người công chính. Bởi vì Đức Giê-hô-va ban phước cho chỗ ở của người công chính. Amen con chị em. Điều đó rất thực tế. Còn cái chỗ ở của những kẻ bất chính nó càng ngày càng tày quầy ra, nó dơ bẩn đủ thứ, cái điều tồi tệ, nhiều khi người ta đi qua người ta không muốn nhìn, không muốn ngó, không muốn ngửi luôn.
cho nên hãy xem lại. Ước ao rằng chúng ta không chỉ một mình chúng ta được phước, mà kể cả cái chỗ ở của chúng ta cũng được phước nữa. Và điều đó là vinh hiển cho Chúa. Amen con chị em. Chúa nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Chúa nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Có đôi khi chúng ta sẽ bị những kẻ xấu hổ, nó cố tình, nó trêu chọc, nó khiêu khích, nó nhạo báng chúng ta, nó cười nhạo vào đức tin của chúng ta, nó cười nhạo vào lối sống công chính của chúng ta, nó dè biểu chúng ta. Có đôi lúc chúng ta cảm thấy xao xuyến trong lòng, chúng ta cảm thấy chạnh lòng. Chúng anh chị em không cần phải như vậy. Hãy tin rằng Chúa đứng với chúng ta. Amen con chị em. Chúa là đấng sẽ binh vực chúng ta, Chúa là đấng sẽ ban thưởng cho chúng ta. Những kẻ đó sẽ bị Chúa xử, nhưng mà chúng ta, những người quyết tâm bước đi trong sự khiêm nhường, trở thành những con người khiêm nhường thật, thì Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ ban ơn cho những con người đó. Amen con chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Người khôn ngoan sẽ hưởng được vinh quang, còn kẻ ngu dại tự nâng mình lên sẽ bị hổ thẹn. Người khôn ngoan sẽ hưởng được vinh quang, còn kẻ ngu dại tự nâng mình lên sẽ bị hổ thẹn. Như vậy thì cái người khôn ngoan đó chắc chắn phải là một người khiêm nhường. Thì dưới đang nói về cái hậu quả của cái kẻ ngu dại tự nâng mình lên, có nghĩa là kẻ kiêu ngạo. Như vậy chắc chắn người khôn ngoan đó phải là người khiêm nhường. Cho nên thưa anh chị em, nếu chúng ta muốn kinh nghiệm một đời sống được Chúa cất nhắc, thì chúng ta hãy học biết sự khôn ngoan của Chúa. Một trong những biểu hiện của sự khôn ngoan là sự khiêm nhường. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ không còn nhiều thì giờ, thật ra cái này nó quá nhiều điều hay, và nếu mà mục sư đào sâu thì chắc là bao nhiêu ngày tháng nó mới hết được, cho nên nãy giờ cũng chỉ là cỡ ngựa xem hoa thôi. Tuy nhiên anh chị em nán lại chút xíu nữa để mục sư nói thẳng là chỉ lướt qua cho anh chị em thôi, chứ còn cái này nói nữa thì anh chị em phải ở lại tới ngày mai nha. Bây giờ, sự khôn ngoan thật là sự khôn ngoan đến từ Chúa qua những lời khuyên bảo và răn dạy của Ngài. Sự khôn ngoan thật không đồng nghĩa với sự thông minh sáng dạ, mà đó là thái độ, là biểu hiện đúng đắn theo ý muốn của Chúa. Đừng có lầm lẫn, sự khôn ngoan của Chúa nó không giống như sự thông minh sáng dạ. Ở ngoài kia có nhiều người thông minh sáng dạ, nhưng họ không có sự khôn ngoan thật của Chúa, và thậm chí một ngày nào đó họ sẽ đi địa ngục nếu như họ không có sự điều chỉnh hợp lý. Và đâu là những biểu hiện của sự khôn ngoan thật? Đây, những biểu hiện của sự khôn ngoan thật. Thứ nhất, trân trọng gìn giữ, không quên lời Chúa. Thứ hai, luôn cẩn thận gìn giữ tình yêu thương và sự chân thật, hay là sự trung tín, trung thành. Rồi, thứ ba, hết lòng tin cậy Chúa, luôn nhận biết Ngài. Thứ tư, kính sợ Chúa và từ bỏ những điều sai trật. Thứ năm, luôn sẵn sàng dâng hiến cho Chúa những điều tốt nhất để danh Ngài được vinh hiển. Thứ sáu, tôn trọng kỷ cương của Chúa và sẵn sàng để Ngài sửa sai mình, thậm chí sửa phạm mình. Thứ bảy, luôn gìn giữ sự khôn ngoan và sự suy xét một cách cẩn trọng. Thứ tám, luôn sẵn sàng làm việc thiện lành. Thứ chín, không ích kỷ, không keo kiệt, không bụng xỉn, nhưng sống rộng rãi, hào phóng. Thứ mười, không bao giờ có ý định hại ai. Thứ mười một, không muốn tranh chấp đấu đá với ai. Thứ 12, không ganh tị với ai, kể cả những kẻ xấu xa gian ác. Và cuối cùng, không bắt chước, không thỏa hiệp với những kẻ xấu xa gian ác. Đó là những biểu hiện của sự khôn ngoan thật. Và nếu anh chị em chưa tìm thấy những điều này trong anh chị em, thì hãy khao khát tìm kiếm và nhờ Chúa giúp đỡ, để rồi những điều này sẽ được hình thành trong anh chị em. Và bây giờ là giá trị và ích lợi của sự khôn ngoan thật. Hôm nãy là những biểu hiện, bây giờ là giá trị và ích lợi của sự khôn ngoan thật. Thứ nhất, sự khôn ngoan thật quý hơn mọi giá trị vật chất. Thứ hai, sự khôn ngoan thật giúp chúng ta sống lâu trong sự khỏe mạnh. Thứ ba, sự khôn ngoan thật giúp chúng ta được thịnh vượng, bình an trong cuộc sống. Thứ tư, sự khôn ngoan thật khiến chúng ta nhận được ân huệ và kinh nghiệm sự thành công, hay là được danh tiếng tốt. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật sẽ giúp chúng ta được Chúa phù hộ, được Chúa hướng dẫn, được Chúa giúp đỡ. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật giúp cho đời sống chúng ta trở nên sung mãn và phước hạnh. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật giúp chúng ta sống một đời sống thỏa nguyện. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật giúp thực hiện thành công những công việc lớn lao, thậm chí vĩ đại.
Tiếp theo nữa, sự khôn ngoan thật đem lại vẻ đẹp cho chúng ta. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật giúp chúng ta bước đi vững vàng, không vấp ngã. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật đem lại những giấc ngủ ngon, những giấc ngủ yên bình. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật đặt chúng ta trong sự bảo vệ gìn giữ của Chúa. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật giúp chúng ta gần Chúa hơn và được Chúa bày tỏ những điều bí mật, ích lợi. Tiếp theo, sự khôn ngoan thật khiến nơi ở của chúng ta cũng được Chúa ban phước. Và cuối cùng, sự khôn ngoan thật khiến chúng ta trở nên cao trọng và thậm chí nổi tiếng. Đó là điều mà Chúa đã nói với Abraham. Chúa có hứa với Abraham một số điều. Và ở cuối đó Chúa nói, cùng làm nổi danh người. Abraham không xin sự nổi tiếng, nhưng Chúa chủ động ban cho Abraham sự nổi tiếng. Và anh chị thấy đó, giá trị và ích lợi của sự khôn ngoan thật quá tuyệt vời, mà không có tiền bạc vật chất nào của thế gian này mua được. Tôi ước ao rằng lòng anh chị em sẽ được nung nấu, lòng anh chị em sẽ trở nên khao khát hơn bao giờ hết, để rồi anh chị em có thể thật sự sở hữu sự khôn ngoan của Chúa cùng với tôi, và anh chị em sẽ cùng với tôi kinh nghiệm được giá trị và ích lợi của sự khôn ngoan trong cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để mỗi ngày càng trở nên khôn ngoan hơn, và chúng ta sẽ trở thành những công cụ sắc bén, ích lợi kết quả cho vương quốc của Chúa Trời. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.